Dạ vâng, uh, dạ xin chào tất cả mọi người Dạ chào mừng uh, tất cả các anh chị đã quay trở lại với phiên live stream đầu tiên của Onus ở năm 2024 ạ à. Dạ vâng, em tên là My, hiện tại em đang thuộc team phát triển đối tác tại miền Nam của Onus Và hôm nay em cảm thấy rất là vui và hào hứng khi được tiếp tục đồng hành cùng với uh, các anh chị trong buổi uh, talk show của ngày hôm nay Dạ vâng thì không biết là ngày làm việc hôm nay của các anh chị như thế nào rồi dạ không biết là mọi người đã chuẩn bị năng lượng sẵn sàng để chúng ta có thể uh, tham dự buổi talk show của ngày hôm nay chưa nếu có rồi thì mọi người có thể comment minh vào trong khung chat để em và đối tác khách mời có thể biết được là mọi người đã ready rồi nha ạ dạ vâng thì uh, bật mí với các anh chị thì uh, chủ đề và nội dung chính của buổi talk show của ngày hôm nay sẽ vô cùng là thú vị vì không những sẽ giải đáp cho các anh chị về những câu hỏi như là à, làm thế nào để chúng ta có thể uh, tìm kiếm uh, người dùng uh, mới và từ thế nào để chúng ta có thể xây dựng và phát triển hệ thống và chuyển đổi người dùng mới thành người dùng trung thành. Và em tin đó là những cái nội dung mà gần như là uh, toàn thể các anh chị đối tác của Onus đang rất là quan tâm và đặc biệt là các anh chị đối tác tập sự tại mùa 2 này của Onus. Dạ vâng. Uh, và chủ đề chính của buổi uh, talk show ngày hôm nay đó chính là chiến lược tìm kiếm và xây dựng hệ thống khách hàng trung thành và đồng hành cùng với em trong buổi thoát show ngày hôm nay là một vị khách mời một vị đối tác khách mời khá là đặc biệt và em tin là vị khách mời này thì không còn quá xa lạ với các anh chị nữa ạ à. hiện tại anh đang là đối tác khu vực cũng là và cũng là chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực affiliate marketing và MMO và anh cũng chính là người sở hữu hơn 50 group Zalo full member về affiliate marketing và MMO và cũng là người duy nhất mở khóa đào tạo tăng thu nhập cùng với Earnest với hơn 200 thành viên và cũng chính là đối tác uh, có hơn 150 uh, đối tác kinh doanh bên dưới có nhiều hoạt động sôi nổi và tích cực tại nền tảng ạ. À. Dạ vâng, đó chính là anh Mai Sơn. Dạ rồi, chắc em xin mời anh Mai Sơn có uh, đôi lời uh, chào với uh, các anh chị đang xem like nha. À, à, chào em chào tất cả mọi người. Không biết mọi người nghe rõ mic của Mai Sơn không ạ? Dạ có anh nha. À, ok, à, rất là cảm ơn em đã nhường mic cho Mai Sơn có thể là làm. À, lên cái buổi livestream ngày hôm nay và cũng rất là vui khi được honor mời tham gia cái buổi talk show số 8 này và mình cũng rất là cảm ơn à, tất cả anh em đang có mặt xem cái buổi livestream ngày hôm nay thay vì anh em dành cái thời gian này để anh em xem đi xem phim mai của Trấn Thành hay là anh em tắt người yêu đi dạo hay là anh em ngồi làm việc thì anh em chọn cái sự lựa chọn của anh em đó là có mặt trong cái buổi livestream ngày hôm nay để nghe mình chia sẻ nghe mình tâm sự À, mình à, chắc đâu đó chia sẻ tầm à, khoảng tiếng tiếng rưỡi thôi. Đấy thì à, để gọi là cảm ơn anh em và cái sự à, à, tâm huyết của anh em dành cho Mai Sơn thì Mai Sơn cũng sẽ hứa với mọi người là hôm nay mình sẽ rút gan rút rút gan rút ruột ra để chia sẻ tất cả những cái thứ mà mình biết à, tới à, cho mọi người ngày hôm nay và à, đó cái đó là cái sự tâm huyết của Mai Sơn thì cũng giao lưu à, cùng mọi người một chút thì không biết là anh em ăn Tết như thế nào rồi. À, đã quay trở lại với công việc chưa? Anh em à, sẵn sàng cho buổi hôm nay chưa thì anh em comment cho máy sơn được biết nhá. <laughs> dạ vâng. Mọi người nhớ comment tương tác nhiều nha và trong suốt livestream nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào à, dành cho đối tác của chúng ta thì mọi người hãy comment vào trong khung chat luôn nha. Dạ vâng. À, và không để các anh chị đợi lâu hơn nữa thì em xin uh, chính thức và bắt đầu buổi talk show của ngày hôm nay và điểm danh qua một xíu thì buổi talk show ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm là ba phần chính thì phần đầu tiên đó chính là anh Mai Sơn sẽ chia sẻ với các anh chị về những tư duy quan trọng làm thế nào để chúng ta có thể tìm kiếm những khách hàng người dùng trung thành và nội dung quan trọng thứ hai là làm sao chúng ta có thể là ảnh sẽ chia sẻ về những cái chiến lược cụ thể như thế nào để chúng ta có thể xây dựng phát triển hệ thống một ngày một hiệu quả và vững mạnh hơn và thứ ba là anh mai sơn cũng chia sẻ với các anh chị là cách để chuyển đổi người dùng mới thành người dùng trung thành cho hệ thống của mình và phần thứ tư là phần Q&A là phần hỏi đáp cùng với khách mời à, và đương nhiên à, hôm nay buổi live hôm nay cũng sẽ có rất là nhiều quà tặng đến với các anh chị thì à, đầu tiên thì à, Onus sẽ gửi tặng đến các anh chị xem live là à, 10 vô chờ trị giá 2 triệu à, sẽ sẽ được phát xuyên suốt trong à, à, suốt lây truyền của ngày hôm nay thì mọi người có thể nhìn trên màn hình của buổi live sẽ có những cái mã QR các anh chị thì mọi người có thể mở app onet và quét những mã qr đó để nhận những cái vô chờ vô cùng hấp dẫn từ timonus các anh chị nha dạ rồi và phần uh, quà thứ hai thì em nghĩ khá là đặc biệt <laughs> vì uh, phần quà này đến uh, chính từ uh, đối tác khách mời của chúng ta đó là về hai quyển sách với chủ đề về thịnh vượng và hạnh phúc đúng không mai sơn ha dạ rồi dành cho hai anh chị nào uh, có lượt tương tác nhiều nhất ngay buổi live ngày hôm nay và cũng dành cho anh chị nào mà share buổi live này và có lượt tương tác nhiều nhất luôn nên mọi người tích cực chúng ta tương tác cùng với khách mời ngày hôm nay nha các anh chị. Dạ rồi à, và không dông dài hơn nữa thì chắc em xin mời anh Mai Sơn bắt đầu buổi thoát show cái ngày hôm nay với những nội dung chính luôn anh nhá. Dạ em xin mời anh ạ. À. Ok em cho anh xem cái màn hình em nha. mình vâng. ơn. <laughs> ok uh, xin uh, chào tất cả anh em chào lại một lần nữa cho nó mau chiến anh em ha thì giới thiệu lại một chút với mọi người á thì uh, mình tên là mai sơn mình là đối tác cấp khu vực của on thì uh, cũng để cho mọi người biết là mình là ai đúng không để tại sao mình lại phải ngồi nghe cái ông này ông chém gió cuộc đời nói chuyện bằng kết quả mọi người mình rất là tâm đắc với câu cuộc đời nói chuyện bằng kết quả ông chẳng có kết quả gì mà ông lên ông chém gió thì là không được rồi thì cái ông này ông mai sơn này ông có cái kết quả gì không mà ông lại lên ông ông ông, ông chém gió ở cái uh, cái, cái, cái buổi live stream ngày hôm nay thì uh, uh, giới thiệu với mọi người một chút ạ uh, thì uh, mình chính thức tham gia on earth là từ ngày 23 tháng 2 à, tới nay là đúng là vừa tròn kỷ niệm mà một năm cộng thêm một tuần tham gia on earth. đó thì cũng hơn một năm rồi thì nếu mà uh, em y mà biết thông tin này thì mở khóa trách mở khóa 200.000 cho, cho anh nhé <laughs> đó thực sự là rất là cảm xúc anh em ơi quá cảm xúc luôn một năm trước chưa biết on Earth là gì cũng chưa kiếm được một đồng tiền nào chưa à, chưa kiếm thêm được thu nhập gì từ on Earth đó bằng con số 0 thì sau một năm thì mình cũng có một chút thành tựu với on Earth đó, sau một năm có một chút thành tựu thì cái team đối tác kinh doanh mọi người này thì mình một năm từ con số 0 thì bây giờ mình đã có là 140 thành viên chính thức đấy 140 thành viên đối tác kinh doanh chính thức À, tham gia cái uh, group đối tác kinh doanh của mình uh, và mình uh, leader của cái team đối tác kinh doanh team uh, Mason này này thì cái hôm trước á hôm trước uh, buổi talk show số 7 á thì uh, đối tác thật sự còn chưa triển khai nhưng mà từ khi triển khai cái team gọi là uh, đối tác tập sự thì mình lại cũng xây được một cái group gọi là bốn một thành viên về đối tác tập sự nữa đó thì À, đấy là một số cái kết quả nho nhỏ về à, cái chiến lược làm on earth trong team mình đang triển khai và mình cũng là người à, duy nhất có cái khóa đào tạo về hướng dẫn làm amphilet à, cho sàn on earth đấy, mọi người có thể vào cái trang cá nhân của mình để xem cái khóa học này nó như thế nào thì đây mình có để ở cái phần giới thiệu cái phần đầu tiên của cái trang cá nhân luôn đó và cũng không phải ngẫu nhiên mà Earth lại mời mình làm hai cái buổi talk show liên tục đúng không, mọi người thì mình cũng có một cái số cái thành tích khác nữa đó là mình là quản trị viên cái cộng đồng này quản trị viên cái cộng đồng là chiến binh affiliate mmo đây có thể nói là cái cộng đồng lớn nhất lớn nhất của việt nam về lĩnh vực kiếm tiền online affiliate mmo mình là quản trị viên nhá thì nó có mấy cái cấp ấy, từ user bình thường này rồi lên viết bài không cần phê duyệt này rồi lên mod đây, admin rồi sau đó mới lên được cái quyền là quản trị viên thì trong một năm vừa rồi thì cũng xây dựng được cái cộng đồng làm affiliate MMO có tới là 115.000 thành viên và đây là cái group về MMO có tốc độ tăng trưởng gọi là uh, nhanh nhất Việt Nam. Đó, thì um, uh, ngoài ra thì mình cũng xây được uh, khoảng vài chục cái group Zalo full 1.000 member về affiliate marketing và MMO. Đó, thì uh, cũng, cũng cũng đã có một số cái kinh nghiệm bé bé như thế để gọi là uh, đưa ra để cho mọi người biết là ờ uh, cái ông này ông cũng có kết quả đấy mình nghe ông này có khi là mình cũng học thêm được một cái điều gì đấy đấy thì uh, mình xin mạn phép là uh, hôm nay uh, được sự hưởng ứng của rất nhiều anh em 1.200 anh em tham gia cái buổi dung ngày hôm nay thì mình ở uh, uh, chia sẻ những cái mình biết mình đã làm được mình không chia mình không chia sẻ những cái mình chưa làm được mà mình chia sẻ những cái mình làm được tới anh em thôi đó thì uh, buổi này nó rất là nặng về tư duy mọi người nha Nên có thể những người khác có thể những người khác chia sẻ cho em cách làm như thế nào hướng dẫn uh, từ cái hao cái hao là làm như thế nào để để được cái này được cái kia nhưng uh, không phải ngẫu nhiên mà cái team Sơn nó lại uh, từ một cái team non trẻ mà nó lại trở thành một cái team lớn như ngày hôm nay bởi vì là team mình uh, thiên về tư duy nhiều mọi người ạ thì cái buổi này rất là nặng về tư duy thì anh anh em nào uh, xem cái buổi này thì uh, cần một cái sự tập trung rất là cao mọi người nhá và uh, mình tin đấy, mình đảm bảo rằng á những anh em nào mà ngồi chịu khó nghe 90 phút trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì anh em có một cái chiến lược rất rõ ràng trong năm 2024 này. Đó, nó đi như thế nào, từng bước như thế nào và làm sao để có thể là uh, trong vòng một năm mình uh, sẽ xe cho mọi người trong vòng một năm tại sao mình có thể là xây dựng ra một cái uh, team, một cái đối một cái team đối tác nó hùng hậu như vậy thì mình cũng sẽ là, là chia sẻ hết tất cả các cái thứ đó với mọi người mọi người nhá đó thì um, uh, dành cho tất cả anh em uh, tâm huyết trong buổi hôm nay thì mình có một món quà để bổ trợ cho cái buổi ngày hôm nay đó là cái cuốn gọi là cuốn Navan này mọi người Navan để thịnh vượng và hạnh phúc đó một năm 2024 tuyệt vời rồi nhưng mà sẽ căng tuyệt vời hơn khi mà có có cái cuốn này cuốn này có thể nói là uh, cái cuốn đầu năm mình đọc đầu năm mình đọc mình được người thầy của mình À, tặng cái cuốn này và mình ngồi mình đọc hết cái cuốn này thì thực sự là cái năm 2024 nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều khi mà có cái cuốn này đó thì trong đây sẽ nói rất là nhiều về à, cách để thịnh vượng này thịnh vượng không chỉ là thịnh vượng về tài chính không đâu thịnh vượng không chỉ là tài chính đâu đó mà thịnh vượng về rất là nhiều thứ thì đọc xong cái cuốn này thì anh em sẽ có một bức tranh một cái bản đồ rất là à, rất là rõ ràng trong năm 2024 thì những anh, anh em nào mà mình sẽ dành hai cuốn này dành cho anh em là gọi là comment tích cực nhất anh em hình dung ạ comment tích cực nhất à, trong cái buổi live này và cái uh, sự comment tích cực của anh em thì sẽ được uh, ban quản trị gọi là uh, ghi nhận lại sau cái buổi phát livestream đúng không ạ comment tích cực nhất trong buổi này và cái thứ hai đó là cái cuốn thứ hai á, thì mình sẽ dành tặng cho anh em nào share cái livestream này share cái livestream này về tường mà uh, có lượt tương tác cao nhất, đó thì mình sẽ dành tặng ra hai cái cuốn này dành cho anh em. Như cái lần trước cũng vậy, chắc anh em tham gia cái buổi số 1 thì cũng biết là mình cũng tặng cho ba anh em, ba anh em ba uh, cái cuốn sách và cái yêu cầu nó cũng khá là đơn giản thôi, đúng không ạ? đó thì um, anh em uh, đã sẵn sàng cho cái buổi ngày hôm nay chưa? Anh em comment một cái cho mình biết với để mình uh, có thể gọi là um, chia sẻ hết mình trong cái buổi hôm nay đúng không ạ? mình uh, để mình xem là chào chị có ghê ở ờ, bình thường, ok, xin chào, xin chào uh, Trần Thanh Tài, xin chào Trần Mạnh Đức, xin chào Hoàng Tài, xin chào uh, Trading Kinh, xin chào uh, Lucy Trần, ok, phải giành giật cuốn này thôi, ok, ok mọi người comment tích cực là uh, đội ngũ ban quản trị sẽ sẽ xem và dành tặng anh em nhá thì thực sự cái buổi số 2 này á mình cũng rất là đắn đo đấy không biết là có nên làm cái buổi số 2 này không thì cái buổi số 1 thì đã rút rút, rút ruột rút gan ra chia sẻ cho anh em về cái gọi là kéo 1.000 full 1.000 member Zalo đúng không ạ anh em nào mà chưa xem cái buổi đấy thì thực sự là quá là phí luôn thì anh em vẫn có thể là vào lại cái fanpage on Earth á đến cái buổi talk show số 7 thì mọi người vẫn có thể là thấy được cái buổi talk show số 7 của mình thì đây là những cái tinh cái cái gọi là tư duy đỉnh cao nhất về kéo mem Zalo rồi và đang đến cái bước gọi là leo quyền rồi thì không biết là à, có anh em nào ở trong đây tham gia cái buổi thóc sâu số 7 không và đã có ai có cái kết quả gì từ leo quyền chưa đấy thì bản thân mình thì sử dụng cái tư duy leo quyền đấy thì trong vòng một năm vừa qua thì mình cũng đã leo lên cái quyền là quản trị viên của group chiến binh affiliate MMO đấy mọi người thì à, mình biết á mình biết là những cái tư duy này đôi khi chỉ cần một cái tư duy thôi là đã giúp cho cả một năm nó trở nên tuyệt vời hơn rất là nhiều rồi anh em ạ. À. Đó, thì buổi 2 này, cái buổi số 2 dự định của mình á là mình dự định là làm cái buổi số 2 về cái cách kéo mem Zalo full 1000 member mà cần trả tiền, tức là mình sẽ trả chi phí để có một group Zalo 1000 member cơ. Đó là cái dự định đầu tiên của mình. Nhưng mà À, nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn quyết định là xe uh, cái tư duy này ra, xe cái tư duy số 2 này ra và mình chuẩn bị cái tư duy này uh, từ khi uh, On Earth đặt hàng là ba ngày hôm nay mình uh, thức mấy đêm này để mình uh, mình lên cái kịch bản để có thể chia sẻ cho mọi người tư duy này nó nó rất là hay mọi người và cái nó sẽ lột trần ra tất cả những cái bí kíp kinh doanh của rất là nhiều anh em ngoài kia trong đấy có cả mình nữa đó là tại sao cái tim của mình sinh sau đẻ muộn vẫn có thể là thành công được uh, trong cái honor này khi mà mình bắt đầu làm dự án honor đó, thì đã có rất là nhiều uh, anh chị đi trước làm rất là mạnh rồi nhưng mà tại sao mình vào sau mình vẫn có thể là thành công được và có một cái team nó đông đảo và nó mạnh như vậy được thì mình cũng sẽ chia sẻ trong buổi hôm nay và làm khi đó nó còn khó mọi người năm 2023 thị trường còn đau chen nó chứ nó không áp chen như bây giờ mà tại sao mình vẫn có thể xây dựng ra được cái team gọi là uh, 100 hơn 100 đối tác chính thức và hơn 100 đối tác tập sự như vậy thì đây là cái tư duy gốc rễ. Đó, tư duy gốc rễ đã và đang sử dụng rất là hiệu quả trong nhiều lĩnh vực chứ không chỉ lĩnh vực làm affiliate marketing hay làm lĩnh vực về crypto hay là lĩnh vực về uh, dự án on này đâu. Nhưng mà trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á thì mình chỉ chia sẻ về về oner thôi. Mình sẽ tập trung xung quanh về oner thôi. Ừ, nếu mà anh em lĩnh hội được cái tư duy này á thì thực sự là mình cũng rất là vui luôn. Đó, mình hôm nay mình chia sẻ với một cái tinh thần đó, đó là gieo mầm anh em. Gieo mầm, gieo mầm gieo những cái hạt mầm để cho những người gọi là à, à, chưa có một cái định hướng rõ ràng, có thể có một cái con đường để đi trong năm 2024 này nó uh, nó nó rõ ràng mà nó uh, sáng bừng ra, nó không còn bị uh, không còn bị uh, mất phương hướng nữa mọi người. Đó. Đó. Nhưng mà uh, mình cũng biết rằng uh, là cái số người thực sự hành động nó rất là ít Hôm trước uh, chia sẻ cái phần leo quyền đang rất là hay như vậy uh, Nhưng mà thực sự cái số người 500 người xem hôm đấy thì mình cũng biết rằng uh, Thì cũng chỉ có là tầm khoảng vài chục người hành động thôi Đó nên là uh, cái buổi hôm nay mình đang xem là 1.200 người Thì mình cũng chỉ mong đó là uh, tầm một vài trăm người có thể là lĩnh hội cái tư duy này Để có thể là thành công thì mình cũng rất là vui rồi Và... Um, À, không đợi rông dài với mọi người nữa thì mình sẽ đến với với nội dung chính ngay bây giờ anh em có đồng ý sẵn sàng để mai sơn chia sẻ cái tư duy nó uh, rất là rất là hay rất là đỉnh cao trong ngày hôm nay không ạ anh em comment tích cực để mai sơn có động lực để chia sẻ mọi người nhá ok xin chào uh, mạc trọng quyền xin chào nguyễn uh, nhật tân xin chào trần thanh tài ok xin chào mọi người thì uh, mình chia sẻ một chút về 90% anh em đang gặp phải cái vấn đề là gì. Cái thứ nhất đó đó là uh, anh em biết rằng ạ. Biết rằng là honest On, earth, uh, on earth có thể là làm một dự án có thể giúp có thể giúp gia tăng được thu nhập. Nhưng mà chưa biết làm như thế nào đó chưa biết làm như thế nào. cái thứ hai nữa mà anh em gặp phải á, thì anh em là những người tốt hơn một xíu, tốt hơn một xíu đó là biết làm như thế nào rồi nhưng mà chưa có cái kết quả lớn, được không ạ? biết làm rồi nhưng mà chưa có kết quả lớn. đó, cái thứ ba nữa đó là cái người này là à, tệ nhất này, là biết cách rất nhiều cách làm, <laughs> biết rất nhiều cách làm nhưng À, lại không biết là chọn cách nào, đấy thì mình sẽ giải đáp các cái uh, vấn đề này trong cái buổi ngày hôm nay. thì anh em có còn gặp cái vấn đề gì nữa không? anh em có còn gặp cái vấn đề gì nữa không? thì mình sẽ uh, giải quyết nốt trong cái buổi ngày hôm nay luôn. anh em có thể comment cái vấn đề của mọi người, uh, của mọi người đúng không ạ? thì mình uh, uh, sẽ cam kết mọi người rằng uh, là cái tư duy quan trọng ngày hôm nay là cái tư duy quan trọng nhất luôn, đấy, quan trọng nhất để anh em có thể vượt qua được tất cả các cái vấn đề này thì có, khi mà anh em có cái tư duy này thì anh em sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống luôn chứ không chỉ riêng là uh, xây dựng cộng đồng hay là làm một dự án bất kỳ nào đó đó mà nó có thể là làm nhiều dự án lắm và không bao giờ gọi là bí cách làm luôn Được không ạ và đây chính xác là cái cách mà mai sơn ấy, từ một tay mơ về on earth trở thành một cái team hùng hậu như bây giờ đó anh em có thấy để ý rằng mai sơn không bao giờ xuất hiện ở trên uh, group uh, group cộng đồng on nhưng tại sao onus vẫn mời Mai Sơn làm các cái buổi talk show đúng không ạ và và tại sao Mai Sơn lại có cái khóa học về làm affiliate cho dự án sàn Earth tất cả các cái thứ đấy à, nó không phải là ngẫu nhiên mọi người nó đều có lý do hết và cái lý do nó xuất phát từ cái tư duy mọi người lý do nó xuất phát từ cái tư duy có cái tư duy này anh em sẽ thấy được một cái bức tranh hoàn chỉnh luôn đấy. ở lại tới cuối thì anh em sẽ thấy được cái bức tranh hoàn chỉnh mà Mason đang làm đấy, cách từ một tay mơ mà có thể xây ra ra được một cái team uh, đối tác kinh doanh hùng hậu như bây giờ lớn mạnh như bây giờ đấy được không ạ đó thì không để phải anh em phải đợi lâu nữa không để anh em phải đợi lâu nữa thì cái từ khóa quan trọng nhất xin chúc mừng một nghìn anh em vẫn đang còn ở trong cái cái buổi livestream này thì anh em sẽ lãi được cái tư duy này mọi người anh em sẽ lãi được cái tư duy này luôn này cái từ khóa quan trọng nhất để thành công trong năm 2024 đó, đó là từ khóa phân tích đối thủ mọi người từ khóa phân tích đối thủ ôi trời ơi hay còn còn có một cái tên gọi khác đó, đó là nghiên cứu bạn cùng ngành <laughs> nghiên cứu bạn cùng ngành ôi cứ mập mờ mãi nhưng mà xin chúc mừng tất cả anh em đã xem xem tới đây uh, không không biết là anh em cảm xúc như thế nào khi mà anh em nghe cái từ này anh em nghe cái từ phân tích đối thủ và nghe cái từ nghiên cứu bạn cùng ngày nhưng mà khi từ khi Mai Sơn biết tới tư duy này mình thực sự là mình giật mình luôn á mình giật mình thực sự luôn bởi vì cái mọi cái bế tắc mọi cái khó khăn trước này nó bừng tỉnh luôn nó 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 sáng rõ ra tất cả mọi thứ luôn và tất cả mọi thứ á, nó đều có cái giải pháp hết rồi mọi người tất cả các cái vấn đề bên này này nó đều có giải pháp hết rồi Đúng không ạ? Mọi bế tắc mình đang gặp phải này và chưa tìm thấy hướng đi này thì đều đã có người làm và đều đã có người thành công với nó rồi. Thì chúng ta chỉ cần đi nghiên cứu và phân tích những cái thứ có sẵn thôi. Đúng không ạ? Và đây chính là uh, cái lý do tại sao mà tất cả những cái thành quả mà Mason nói ở bên trên này, các cái thành quả mà mình nói từ đầu buổi live stream ạ. Tất cả những thành quả trong năm 2023 của mình đều xuất phát từ một cái tư duy thôi đó là cái tư duy phân tích đối thủ mọi người anh em nào lần đầu tiên nghe cái từ phân tích đối thủ này thì anh em comment cái từ phân tích đối thủ vào ô comment giúp mình nhé phân tích đối thủ tất cả các cái cách làm mà Mai Sơn đang triển khai đến tận bây giờ trong năm 2023 đến tận bây giờ chỉ đúng một từ khóa duy nhất thôi đó là từ phân tích đối thủ mọi người một từ khóa duy nhất thôi đó là từ phân tích đối thủ có thể là các bạn nghe đến bây giờ các bạn đang hơi ngỡ ngàng đúng không mình biết là các bạn hơi ngỡ ngàng khi nghe cái từ này một số bạn thì thì nghe uh, quen rồi biết cái từ này rồi một số bạn thì nghe nó là lạ <laughs> một số bạn thì chưa nghe bao giờ nhưng mà tôi biết rằng á khi mà vì đây là một cái từ khóa cực kỳ mạnh luôn mình phải khẳng định với các bạn một điều như vậy đây là một từ khóa cực kỳ mạnh và nó sẽ giúp bạn trong năm 2024 và mãi về sau trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều luôn đó trở, nên cực kỳ là rõ ràng mạch lạc luôn và tôi nhấn mạnh thêm một cái điều này nữa này triệu hồi tất cả anh em đang quét vào chờ 200k này thôi bỏ đi đừng có quét vào chờ 200k nữa cái tư duy này nó giá trị hơn 200k rất là nhiều lần đó anh em biết một điều rằng á, một từ khóa nó có thể thay đổi được cả một đời người luôn cái từ khóa này nó mạnh nó mạnh ngang với cái từ gọi là từ crypto luôn anh em hình dung nó như vậy luôn đi ấy ví dụ như những anh em chưa biết gì về crypto và khi anh em biết tới crypto rồi anh em bước sang một trang mới hoàn toàn anh em chưa biết gì về affiliate marketing anh em biết đến cái từ khóa affiliate marketing thì anh em bước sang một trang mới hoàn toàn hay như Mai Sơn hay như một số anh em khác đang làm dự án on earth à, trước đó chúng ta chưa biết on earth, đúng không ạ trước đó chưa biết on earth nhưng từ khi biết tới on earth thì chúng ta Uh, có rất nhiều cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều người có được thu nhập từ honest đúng ạ à? thì cái từ khóa nghiên cứu đối thủ phân tích đối thủ này nó mạnh ngang với những cái từ mà Sơn vừa liệt kê bên trên anh em đứng hình mất năm giây đi anh em ngồi ngẫm lại một xíu đi đó anh em nào hãy nếu mà có cuốn sách hay có cuốn sổ ở đấy mình uh, thực sự uh, mong muốn anh em rằng hãy mở cuốn sách ra hãy đóng khung cái từ này lại từ phân tích đối thủ này từ nghiên cứu bạn cùng ngành này đó là cái từ khóa mạnh nhất trong buổi hôm nay mình muốn chia sẻ tới anh em nó giống như cái từ leo quyền hôm trước á mỗi một buổi talk show này mai sơn chỉ muốn chia sẻ một tư duy thôi một tư duy thôi nhưng mà cái tư duy đấy là một cái tư duy cực mạnh luôn để gửi tới tất cả anh em đã bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra ngồi nghe mai sơn đấy thì đây là một cái từ khóa cực mạnh và mình sẽ chứng minh cho các bạn ngay bây giờ luôn mình sẽ chứng minh các bạn ngay bây giờ và hướng dẫn các bạn các cái bước triển khai về nghiên cứu uh, đối thủ và nghiên cứu bạn cùng ngành nó như thế nào đó uh, thì mình cũng không giấu giếm gì mọi người uh, một tròn một năm trước mình bước chân vào on earth mình chưa biết gì cả mình không biết triển khai như thế nào không biết làm như thế nào không biết làm ra sao cũng chưa có người hỗ trợ nhưng mình đã sử dụng cái tư duy phân tích đối thủ và nghiên cứu bạn cùng ngành này để có thể là Uh, có được ngày hôm nay, có được cái nguồn thu nhập từ honest và có được cái sự đồng hành của hơn 150 anh em đối tác. Cái số tiền kiếm được nó không hề quan trọng mọi người ơi, nó không hề quan trọng bằng cái việc là có anh em, có con người uh, mình uh, cái số tiền kiếm được trong năm 2023 mình thực sự mình không thấy quý bằng những cái sự đồng hành của những anh em đối tác cùng team mình đến ngày hôm nay. Đó là cái mình thấy lãi nhất luôn khi mà áp dụng cái tư duy này có đội ngũ, có con người đồng hành cùng nhau chứ không đơn thuần chỉ là số tiền kiếm được mọi người ạ. Đấy, thì uh, xem có anh em nào là uh, đang comment phân tích đối thủ đúng rồi. Cảm ơn Lưu Si Trần cảm ơn Lò Văn Duy, cảm ơn Trần Huy, uh, Jin Kim nghe nhiều rồi mà vẫn thấy ngơ ngơ ng lạ lạ. Ok, học từ cái hai cái giỏi của đối thủ và cũng rút kinh nghiệm hạn chế. À, chào chị Bùi Phương, Định quá. Ok, ồ. Uh xin cảm ơn tất cả mọi người đã comment còn người là còn tất cả đúng rồi đó thì um, mình sẽ chia sẻ cho mọi người các cái bước mà mình nghiên cứu đối thủ như nào và cái các cái bước mà mình triển khai dự án on Earth ra sao đúng không ạ thì bước một anh em nào mà chưa lấy giấy lấy bút thì mình khuyên thực sự anh em lấy giấy bút ra ghi ghi đi mọi người ơi anh em có thể lấy giấy bút ra ghi đi anh em bỏ thời gian bỏ công bỏ sức ra không thể để cái buổi ngày hôm nay nó phí được cái thời gian mọi người không thể bỏ phí được anh em có thể đừng đừng quét voucher cũng được để cho những anh em uh, còn khó khăn hơn mình quét chờ Còn anh em nào trong buổi Zoom ngày hôm nay thì mình khuyên thực sự là mọi người uh, lĩnh hội được tư duy này thì mọi người đã lãi rồi. Buổi mình chia sẻ trong cái nhóm của mình á là tối nay mình livestream và mình chia sẻ về chủ đề um, tìm kiếm khách hàng. Thì um, có mấy bạn hỏi là "Mày Sơn ơi có quà gì không?" Mai Sơn mới trả lời là buổi live này chính là một món quà luôn bởi vì cái từ khóa mà Mason chia sẻ trong buổi hôm ngày hôm nay nó cực kỳ là mạnh, từ khóa cực kỳ là mạnh, anh em ghi nhớ lại lại cái điều đó và ngẫm ra, ngẫm ngẫm và dành thời gian để ngẫm cái buổi hôm nay chỉ nghe thôi nhưng mà về uh, lấy lại những thứ đã ghi để ngẫm mọi người nhé, thì các cái bước triển khai của Mason như này này, đầu tiên là mình chưa biết gì nhá, thì bước một là mình đi research, à, mình đi research, research là gì? Research đó chính là tìm kiếm á mọi người, à, tìm kiếm này quan sát này và lập bảng nghiên cứu lập bảng nghiên cứu anh em cứ ghi đi rồi lát nữa mình sẽ sâu chuỗi ra tất cả các bước được không ạ bước một là research đó quan sát và lập bảng nghiên cứu nha mình phải nhấn mạnh này quan sát nó khác với nhìn quan sát nó khác với nhìn mọi người lại lại ngẫm một xíu đi quan sát nó khác hẳn với nhìn luôn á ví dụ như ví dụ như bạn là vừa lấy vợ đi thì hôm nay vợ bạn đi kẻ cái chân mày mới hoặc là làm tóc mới nhưng nếu mà bạn vô tâm á, thì bạn không thấy đâu nhưng mà bạn phải thực sự bạn quan sát cơ bạn thực sự bạn quan sát cơ và để ý từng tí một cơ thì bạn mới mới thấy được đúng không nên là anh em chúng ta cứ bị trách vô tâm là như vậy bởi vì anh em chúng ta chỉ mới nhìn thôi chứ anh em chúng ta chưa quan sát quan sát là một cái tầm cao hơn của nhìn Mọi người à, quan sát là cái tầm cao hơn của, của nhìn. Cũng giống như Mai Sơn này, Mai Sơn nói là Ờ, ông Mai Sơn này có cái team đối tác đấy. À, chỉ nghe thấy thế thôi, chỉ nhìn thấy thế thôi. Nhưng mà thực sự à, để mà biết xem ông này ông nói có thật không thì phải chạy qua một cái bước nữa. Đó là bước quan sát và bước phân tích. nó còn nhìn thấy, nghe thấy nó là cái phạm trù uh, rất là bình thường của tư duy thôi mọi người. Đó, đúng không ạ? Ờ... Uh, thì anh em thì mình mới nói rằng á bước research là bước quan sát và lập bảng nghiên cứu, tức là chúng ta phải nâng cái tầm mình lên, nâng cái tầm mình lên trở thành quan sát chứ không phải là nhìn nữa mọi người nhá. Đây, thì um, mình giả sử như bây giờ mình chưa biết gì về dự án on Earth đi, được không ạ? Thì mình vào cái trang Go on Earth. đây mình vào mình nghiên cứu dự án on Earth này, mình sẽ mình sẽ vào on earth, mình bấm vào Similar web. Anh em biết Similar web gì? Similar web là cái trang gọi là phân tích Uh, phân tích tất cả các trang web uh, website mọi người thì mình vào đây mình xem tất cả mọi thứ về on earth này ví dụ như này uh, traffic là hôm nay là 650.000 này đó quốc gia nhiều nhất đó là Việt Nam này uh, marketing channel này thì từ direct này direct là 30 phần trăm này organic search là 44 phần trăm này đó thì mình vào trước hết là mình nhìn này nhá trước hết là mình nhìn nhìn đã và đưa ra những cái gọi là nhận định ban đầu đúng không ạ nhìn và đưa ra nhận định ban đầu cái thứ hai nữa đó là referral referral anh em hiểu là gì không referral chính là user đó mọi người thì tới từ đâu top referral website top referral website à, thì có tham bức free solana mình cũng chưa biết là gì nhưng mà mình cứ cóp cái này đã cái này là mình quan tâm mà mình là mình đi người đi đi tìm kiếm người dùng anh em chúng ta đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người dùng đúng không mà lại thấy cái thông tin này, oh top những cái trang mà giới thiệu được người dùng nhiều nhất, oh hay chứ, oh cái này mình phải lôi ra mình nốt lại, được không ạ? Mình phải lôi ra mình nốt lại, top các cái trang, uh, top các cái trang web mà uh, có nhiều user nhất thì mình phải nốt lại. Thứ hai nữa, đó là uh, social, social là gì? Là các mạng xã hội mạng đến từ cái mạng xã hội nào nhiều nhất thì mình nhìn thấy. Ồ, oh, Facebook và YouTube nha. Facebook và YouTube là, là đang là những cái kênh kéo user nhiều nhất dành cho honest nha. Đó, mình ghi nhận lại như thế đã. Mình chưa biết gì về honest, hay là mình suy nghĩ như vậy á. Mình suy nghĩ chính như những lời mình đang nói luôn ạ. Mình vào đây mình xem phân tích. Được, mình sẽ nghiên cứu xem là anh em triển khai Facebook như nào và anh em triển khai YouTube như nào, được chưa ạ? anh em đã nắm đến đây chưa anh em nắm đến đây rồi thì 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 anh em comment đã nắm cái này là simila web nhá trần thanh tài ơi simila web đây này simila web com anh em chưa biết thì nhờ anh em nào comment chữ simila web com thì thì sẽ phân tích ra tất cả phân tích ra tất cả các thứ liên quan đến một trang web được không ạ thế thì mình mới bắt đầu mình Ờ, mình lập ra một cái bảng, lập ra một cái bảng nghiên cứu, đúng không ạ? Ừ, thì mình sẽ tóm tắt cho anh em nè Nha bước một là research này, được chưa ạ? Ờ, trong cái bước research đó thì chúng ta phải uh, lập ra bảng nghiên cứu, lập ra bảng nghiên cứu và đưa hết dữ liệu thô vào, đưa hết dữ liệu thô vào dữ liệu thô là gì dữ liệu thô là cái dữ liệu chưa chưa chạy qua phân tích mà chúng ta nhìn thấy chúng ta nghe thấy thì chúng ta cứ đưa hết vào đi anh em chưa cần biết để làm gì đâu nhá lát nữa mình sẽ sâu chuỗi đó mình đưa hết dữ liệu thô vào và cái bước đầu tiên là mason là mason research đó mason research luôn đúng không ạ mình sẽ research này mình bắt đầu mình mình thấy này à có cái facebook mình bắt đầu mình thấy là có cái facebook là sẽ làm làm honest là tốt nè có cái youtube là sẽ làm honest là tốt nè Ờ, còn Discord thì cũng có nhưng mà rất là ít Thì mình sẽ tập trung nguồn lực ít vào cái này Twitter cũng có nhưng mà ít Thì mình sẽ tập trung ít vào cái này Được không ạ? Thì mình sẽ tập trung nghiên cứu hai cái chính Đó là Facebook và Youtube Thế là bắt đầu mình mới lên trang uh, Mình mới lên trang tìm kiếm của On Earth Mình bắt đầu mình thấy là cộng đồng On Earth Việt Nam Ok, mình vào đây Mình vào đây mình xem Và anh em có thấy cái từ khóa bắt đầu mình nói là gì không ạ? nghiên cứu đối thủ theo vì mình, mình bắt đầu mình suy nghĩ là ừ, vào đây làm cái gì mình sẽ nghiên cứu cái gì ở đây mình sẽ nghiên cứu cái gì đây mình nghiên cứu những con người nào ở đây thì không phải là con người nào cũng nghiên cứu anh em ạ à. anh em có thấy không cộng đồng uh, on Earth Việt Nam là 300 gần 350.000 người làm sao mà có thể là phân tích được hết được làm sao mà có thể là phân tích được cả 350.000 con người này được à, nhưng mình không chơi như thế mình sẽ phân tích những cái người gọi là à, mình bấm vào mình bấm vào cái trang thành viên đúng không ạ mình sẽ nghiên cứu các cái quản trị viên này quản trị viên thì cũng không nghiên cứu bởi vì đó không phải là đối thủ của mình đó không phải là bạn uh, đồng nghiệp của mình mình muốn triển khai affiliate dự án on earth cơ chứ mình không muốn là leo lên cái quyền gọi là quản trị viên của cái trang này hoặc là chui vào nhân sự on earth mà mình muốn là mình uh, tìm kiếm user và mình muốn uh, là mình làm affiliate cho dự án sàn thế mình mới thấy này uh, có vai trò tùy chỉnh à mình thấy những cái con người này này không phải ngẫu nhiên mà họ được cái cái người đóng góp nhiều nhất hay là chuyên gia chay future hay là chuyên gia hỗ trợ user đó mọi người không ngẫu nhiên đâu phải có một cái lý do gì đấy đúng không ạ bắt đầu tư bắt đầu từ cái tư duy như vậy đã đó ui được đấy mình sẽ nghiên cứu những cái con người này trước mình sẽ nghiên cứu ông trần ngọc đạt mình sẽ nguyên nghiên cứu ông nguyên mmo mình sẽ nghiên cứu ông lê quang vinh đấy chuyên gia trong nhóm có bốn sáu chuyên gia đó thì mình chắt lọc lại mình chắt lọc lại sẽ nghiên cứu cái ông này Ông này, ông này, được không ạ Đó, anh em hình dung ra cái bước này chưa Là lựa chọn người để nghiên cứu chưa Phải lựa chọn người để nghiên cứu Ok, đã nám Ok, đã nám nha Thì mình, à, mình bắt đầu nè Mình link, mình lập ra một cái bảng như này à, Gồm có các cái cồn này Số tự này, link của đồng nghiệp của mình này Đấy, Tên này Tên đồng nghiệp này à, Vai trò đánh giá cá nhân thì mình thấy này. À, mình sẽ cứu ông này mình sẽ nghiên cứu ông nguyên mà mồ này mình, mình sẽ nghiên cứu ông nguyên mà mồ được chưa mình pet vào đây thôi mình sẽ nghiên cứu ông nguyên nguyên mà lấy link của ông nguyên mà mồ sang được không ạ mình sẽ nghiên cứu ông này rồi tiếp theo mình nghiên cứu ai nữa ạ link của ông nguyên mà Mộ đâu à, đây đây mình bấm vào ông nguyên mà Mộ. Được chưa? Đấy, mình copy cái link này cho vào đây. Tức là mình lập dòng cái bảng như vậy thôi, cứ lập ra thôi. Thứ hai là mình sẽ nghiên cứu ông uh, Lê Hồ Quang Vinh gì đây, mình cho vào đây. Đó. Mình khuyên anh em là nghiên cứu 100 người mọi người nhá, nghiên cứu cả 100 người luôn. Mình copy vào đây. Đấy, mình copy vào đây. Đó. Và sau khi sau khi uh, quan sát một hồi á, đó, đó, mình vào đây mình xem này. À, chuyên gia hỗ trợ user ok này master chiến lược bích tuyền này những người này mình phải nghiên cứu này nghiên cứu bích tuyền này à, nghiên cứu anh anh doanh này nghiên cứu anh toàn này nghiên cứu anh dương quốc cường này đó mình sẽ nghiên cứu những cái con người như vậy được không ạ thì sau một hồi mình ngồi à, sau một hồi mình ngồi mình làm thì giả sử như mình được một cái bảng như này giả sử như mình được một cái bảng như này đó mình sẽ nghiên cứu các ông này đó được không ạ À, có các vai trò luôn này, à, nguyên MMO thì chuyên gia hỗ trợ user này, đó, link thì mình cũng điền mà, Link thì cũng điền mà, được chưa? ví dụ là như vậy, anh em hình dung ra hình hình dung ra chưa? hình dung ra cái bước này nhá, đó là mình liệt kê ra hết tất cả các ông mà mình 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 sẽ để mắt tới, xem họ làm như thế nào, đó, và mình đánh giá cá nhân, xem ông này ông làm có tốt không, bằng cách nào? bằng cách là mình xem ông làm gì ở trong nhóm xem ông nguyên mà mô làm gì trong nhóm thì mình à, mình mới vào đây mình quan sát này đây ông này đăng bài này gửi tới cộng đồng oner này btc bay thì là mình cứ nốt mà bấm vào trang cá nhân xem ông là cái gì được không ạ thì mình thấy là à cái phần giới thiệu ông ghim nhóm kèo ô được được nha được nha được. ông này là uh, ghim cái nhóm kèo ở trang cá nhân thế mình chưa biết gì nhá mình mình đang đặt cái vai trò mình là mình chưa biết cái gì hết thì mình sẽ ghi lại là ghim nhóm kèo ghim nhóm kèo ở, ở phần giới thiệu mình cứ ghi lại như thế đã anh em hình dung nhau cứ ghi lại tức là cái bước này là cái bước gọi là chắt lọc cái dữ liệu thô mình chưa biết mình có làm được không nhưng mà mình cứ ghi lại nhưng mà phải lập ra cái bảng bởi vì là nếu mà mình mình chỉ nhìn thôi á thì mình không thấy được mình không có cái dữ liệu để mình phân tích anh em hình dung ra không ạ thế thì mình mới lập ra cái bảng để mình quan sát đấy chính là cái sự khác nhau giữa nhìn và quan sát mọi người mình quan sát là bằng cách là mình phân tích rất là sâu phân tích rất là sâu luôn được chưa thì mình cũng hôm nay cái buổi live stream này thì mình cũng đã xin phép ông nguyên mmo rồi xin cái phép ông nguyên mmo rồi thì mình sẽ phân tích ông nguyên mmo sau đúng không ạ thì cách tìm là như vậy cách tìm cách tìm cách tìm ra các đối thủ này cách tìm đối thủ này thì một là tìm trong mục member anh em hình dung ra chưa tìm trong mục member nhé một là tìm trong mục member đây thì mình đã demo cho mọi người xem là trong mục member rồi đó tìm ở đây cái thứ hai nữa là anh em có biết là nên tìm ở đâu không cái thứ hai nữa đó là tìm ở vinh danh tìm ở mục vinh danh anh em để ý nhá trong cái on earth thì mình cứ lướt lướt á thì mình thấy là cứ khoảng một tuần lại có vinh danh master xuất sắc nhất này một tháng lại vinh doanh đối tác đối tác có hoạt động tốt nhất này trong tháng này thì anh em có thấy những cái bài vinh danh như vậy không ạ anh em có thấy những bài vinh doanh vinh danh không ạ anh em thấy thì anh em bảo nhá thì chính những cái con người trong các cái bài vinh danh đấy là những cái người mà mình sẽ đi nghiên cứu đúng không ạ đó là tìm trong cái mục vinh danh cái thứ ba nữa là mình sẽ tìm trong các cái bài đăng và trong các cái comment đó. tìm trong các bài đăng và các comment trong cộng đồng này thì mình vào mình vào xem những ai hay tương tác trong cộng đồng ví dụ như ngọc diệp này ok mình sẽ nghiên cứu này còn những người hỏi thì mình thôi nhá hỏi thì mình không nghiên cứu bởi vì là đó, họ là người hỏi mà còn mình uh, sẽ nghiên cứu những người mà chia sẻ kiến thức Được không ạ ví dụ mình lướt một hồi thì bạn này chắc chắn không nghiên cứu này đó ẩn danh thì chắc chắn không nghiên cứu này đây ví dụ như một bài này xem xem comment xem comment như thế nào đó thì uh, ai hỗ trợ nó thì mình nghiên cứu đó thì giả sử như mình uh, có các cái chiến lược như vậy thì mình sẽ đưa hết vào bảng này Đưa hết vào bảng này và mình sẽ được một cái file như thế này đó là những cái người đối thủ của mình để mình nghiên cứu được chưa anh em được chưa ok nhá thì đây là những cái người mà mình sẽ nghiên cứu từ facebook được không ạ còn cái similar similar web này lại còn bảo là còn youtube nữa cơ thế mình lại lên youtube mình lại lên youtube anh em hình dung không mình mình search. cách thứ hai đó là nghiên cứu đối thủ từ youtube anh em nắm cách tìm đối thủ facebook chưa anh em anh em nắm cách tìm đối thủ của facebook rồi thì anh em comment uh, đã rõ đi để mình xem mình nói có nhanh quá có dễ hiểu không để mình điều chỉnh được không ok tư duy hay quá uh, cảm ơn lưu Sy trần cảm ơn văn định nha đã rõ ok cảm ơn mọi người thì đây là cách tìm đối thủ của facebook còn đối thủ youtube thì làm sao đối thủ YouTube thì chúng ta làm sao để tìm ra uh, cách tìm đây cách tìm đối thủ trên YouTube này hai mình gọi là cái từ đồng nghiệp nhá đồng nghiệp nghe cho nó uh, thân thiện <laughs> được không ạ thực ra đối thủ chính là đồng nghiệp của mình mà những người cùng làm một dự án chính là đồng nghiệp luôn những người làm cùng một dự án chính là đồng nghiệp của mình được không thì mình nghĩ là ở ừ, ai là sẽ là người đồng nghiệp của mình mà làm dự án on Earth ta thế thì mình mới bắt đầu mình lên mình gõ chữ on Earth <laughs> gõ chữ on earth thôi đó gõ chữ on Earth được không bước một là tìm bằng keyword tìm bằng keyword của dự án đó là mình lên youtube mình tìm từ On Earth oh, mình thấy này ông 5 phút crypto này là sản xuất nội dung ra liên quan tới on earth này thì mình bấm vào bấm vào ông 5 phút bấm vào uh ờ đi vlog đó bấm vào đi vlog nói về honest bấm vào um, đây dương trí mà cũng nói về honest thì mình cứ bấm vào đúng không ạ thế seven bấm vào học nhanh crypto bấm vào thì đây tất cả đó tất cả những cái người này là đồng nghiệp của mình hết anh em có công nhận điều đó không tất cả những người đây đều là đồng nghiệp của mình hết bởi vì làm sao mình đang muốn làm dự án honest trong khi đây là những cái người đã làm dự án honest rồi thì họ đã có cách làm rồi họ đã có phương pháp làm rồi thì đây chính là đồng nghiệp của mình anh em hình dung không ạ và mình lại liệt kê ra tất cả những cái người đồng nghiệp vào trong cái bảng này anh em hình dung nhau và sau một hồi sau một hồi tìm kiếm thì mình uh, lập ra được cái bảng như vậy là đi này số sắp là 162.000 này đó link link kênh YouTube ở đây này đó, link kênh YouTube ở đây 5 phút crypto cũng làm món ớt này simul Simon làm món ớt này Dương Chí làm món ớt này thế seven này được chưa thì mình um, tìm như thế nào nữa một cách nữa tìm đó là mình tìm bằng keyword của dự án khác đó, tìm bằng keyword của dự án khác tìm bằng keyword dự án cạnh tranh đi dự án cạnh tranh Tức là mình muốn làm On Earth thì mình sẽ tìm ra những cái người mà làm những cái dự án mà tương tự với On Earth. Ví dụ như Atlas, Nami, BNN, uh, Bybit, Binh X. Thì mình sẽ sẽ search những cái từ khóa như vậy. Đúng không ạ? Mình sẽ search cái từ là từ uh, uh, Atlas đi. Atlas đi. Thì sẽ ra những cái đối thủ tiếp theo. Ôi, viết sai Atlas rồi nè. Mình có làm Atlas đâu. Mình chẳng làm Atlas. chả biết là tìm Binh X Đó. Bình X thì sẽ những người này cũng là bạn đồng nghiệp của mình. Đó, họ chỉ là sản phẩm khác thôi, chứ còn cách làm thì họ sẽ là tương tự. Đó, đây là cái tư duy quan trọng nha. Tìm bằng keyword của dự án cạnh tranh. Đó, thì mình sau một hồi, mình lại tìm ra được những cái người như vậy. Ví dụ như uh, Phương Phạm thì sẽ làm Bình ích. đấy Anh review sẽ làm Bybit. đấy, Đầu tư crypto thì sẽ làm Atlas. Ví dụ là như vậy. Và mình thấy ông Thế Seven này. Ví dụ như giả sử Thế Seven đi xem nào? À, thế Seven. Thế Seven là đang làm mạnh con Atlas này. À, và cũng, cũng, cũng vừa làm cả on Earth này. Thì đây là người mà mình sẽ nghiên cứu này. Được chưa? Được chưa? Anh em hiểu cách tìm ra những người mà mà để bản thân nghiên cứu chưa ạ? Anh em hiểu cái bước này chưa? Ừ. Anh em hiểu cái bước research để tìm ra người nghiên cứu chưa? Anh em hiểu rồi thì anh em anh em comment ok cho mình nhá. sao phân biệt đối thủ hay đồng nghiệp. Ok, lát nữa mình sẽ trả lời các câu hỏi nhá. Nhờ nhờ em Mi gọi là ghim lại. Ok. Dạ hiểu, đã rõ. Được rồi, ok. Đó. ok. Và bước <laughs> bước tiếp theo là mình đưa hết cái dữ liệu thô vào. Đưa hết dữ liệu thô vào và mình nghiên cứu chuyên sâu Đúng không? Bước, bước tiếp theo là đưa hết dữ liệu thô và nghiên cứu chuyên sâu thì mình đã xin phép uh, nguyên mmo rồi thì hôm nay mình sẽ phân tích sâu một ông mình sẽ phân tích sâu một ông để demo cho anh em đó là nguyên mmo thì sau khi uh, mình tìm thấy một đối thủ số 1 đó là ông nguyên mmo thì mình bước tiếp theo mình sẽ liệt kê ra tất cả các cái kênh mà ông nguyên mmo này làm đó thì mình nghiên cứu bằng cách nào mình nghiên cứu bằng cách là vào xem ông viết cái gì đây thì mình sẽ thấy là à, nguyên màu ô này viết này về thị trường này được chưa viết về thị trường viết về các đồng coi viết về um, cách đánh future thì mình lại phân tích hết vào đây nắm hết vào đây phân tích thị trường được chưa future future cái này cần rất là nhiều thời gian anh em ạ hôm nay mình chỉ demo sơ sơ để anh em hiểu thôi Đấy, nhưng mà anh em hãy hiểu rằng á phân tích cái này không thể là ngày 1 ngày 2 được mà chúng ta cần rất là nhiều thời gian ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn một số cái thông tin tài liệu rồi mình xem ông này là cái gì nữa nào à, mình lại bấm vào comment mình xem à, mình lại thấy là nguyên mà ô là anh em chưa có tim có thể vô miễn phí trang cá nhân của mình Đó. mình lại thấy ông này là bài nào cũng comment cái câu này hỗ trợ anh em dùng on earth từ A đến Z Ok, mình lại nốt lại một cái nữa, đó là à, bài nào cũng comment ở dưới. <laughs> đó, bài nào cũng comment ở dưới là một vài câu gì đấy. Bài nào cũng comment ở dưới một vài câu gì đấy. Được chưa? Anh em có thấy thấy không? Ví dụ nhá. Đỉnh cao hôm nay là đánh ngày hôm sau này. Đây lại bấm vào xem ông có thực sự đấy, lại tìm tín hiệu ở trang cá nhân mình. Đó là mình lại bấm vào trang cá nhân ông này xem là cái gì đó đây là anh em thấy không điều hướng hay không ạ ở mỗi bài viết đều có thêm một cái comment và mình làm theo cái comment thì mình sẽ được à, mình sẽ nhìn thấy được cái này được chưa mình sẽ vào trang cá nhân và mình thấy à ông này có ghim nhóm tín hiệu ở đầu nhá được nha được nha cái này được nha mình phải lấy cái này lại mình cho vào cái dữ liệu thô được chưa cho lấy cái này cho vào dữ liệu thô đó thứ hai nữa là ông này còn chơi cả YouTube nè ông này còn chơi cả YouTube nè thì lại ghi vào kênh YouTube của ông này được chưa lại thấy tiếp ông này còn chơi cả website nè ông này bấm vào website của ông xem có cái gì không đó à, có nha có có website thật nha chứ không giỡn nha đó thì mình tất cả những thứ đấy mình cứ ngồi mình liệt kê thôi mình cứ liệt kê thôi được không ạ vào còn gì không gì đây đối tác cấp quốc... à ông này là đối tác cấp quốc gia nha mình cũng ghi vào đối tác cấp quốc gia cứ ghi hết vào ghi hết vào lại còn gì nữa có website nha có website rồi lại là có kênh YouTube mình cứ liệt kê hết ra các cái dữ liệu thô anh em hình dung ra bước liệt kê dữ liệu thô chưa đó và mình bắt đầu mình hình dung này mình bắt đầu mình hình dung xem ông ông ấy triển khai dự án on earth như nào này đấy, bước một bước một anh em thấy không bước một là ông này ông làm trên facebook đó là ông viết bài trên nhóm cộng đồng ồ mình thấy là bước một ông viết bài trong nhóm cộng đồng mình cũng ghi vào đấy, bước một của ông ấy là viết bài chia sẻ trên group on earth cộng đồng được nha cái này được đấy viết bài được ấy cho mình biết đấy à, về viết về cái, những cái gì viết về kinh nghiệm chay này viết về tính năng của app này viết về các cái thành quả mà team ông này đã được đó mọi người cứ lướt, cứ lướt là biết mọi người cứ lướt là biết đây toàn màu xanh nè à. một cả một cặp giao dịch được 9 triệu nè à. à, đua top future này rồi lại uh, scalping đó scalping là cái gì scalping là cái gì mình chưa biết đúng không mình cũng chưa biết thì mình lại ghi vào để mình tìm hiểu mình lại vào đây mình chả biết cái sờ ca là ping này là cái gì thì mình cứ ghi hết vào mình đã nghiên cứu đã không nghiên cứu thì thôi nhưng mà đã nghiên cứu sâu ông nào á thì mình đào bới mọi ngóc ngách cách ông ấy làm luôn ấy mình lại lướt tiếp mình lại lướt tiếp về honor xe này chia sẻ tính năng trong app này về nhận định thị trường này đó thì mình viết hết vào đây đấy thành quả của ông bước hai là làm gì à và mình phải chú ý một cái câu này đúng là bài nào bài nào cũng có 2 đến 3 comment ở dưới bài nào cũng có 2 đến 3 comment ở dưới để em vào nhóm chay đó mình cứ nốt lại thôi tất cả những cái thứ gì mình lướt được mình nhìn thấy được là mình bắt hết mình bắt hết vào trong cái 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 bảng nghiên cứu bảng nghiên cứu này của mình hay là mình nghiên cứu ông nguyên mo tiếp bước hai ông làm gì à, thì ông bảo là vào trang cá nhân của ông đúng không thì mình bấm vào đây, đây nhóm kèo đấy bấm vào đây bấm vào tham gia cộng đồng đấy, bấm bấm luôn bấm sợ gì mà không bấm đấy, bấm tham gia à, mình chưa tham gia bấm tham gia cái xem đấy thì là nó sẽ hiện là yêu cầu của bạn đã được gửi tới uh, quản trị viên và đang chờ được duyệt đấy. thế là ngày xưa mình cũng bấm như vậy và mình thấy oh, một lát sau là có một cái đội ngũ hỗ trợ hoặc là chính chính ông Nguyên này sẽ nhắn cho mình à để hỗ trợ mình về on earth trời ơi tuyệt vời mình đã tìm ra một cách làm on earth rồi <laughs> anh em hình dung ra không bước thứ hai là gì khách hàng roi vào nhóm chờ được chưa và bước thứ ba là sau khi mình sau khi mình bấm roi thì một lúc sau một lúc sau à, sẽ có à, người nhắn tin hỗ trợ có thể là ông nguyên hoặc là người khác nhưng mà lúc đấy cái thời điểm bằng giờ năm ngoái thì là ông nguyên là người hỗ trợ mình đúng không ạ anh em hình dung không tức là bây giờ nhá mình là một người chưa biết gì về on earth năm ngoái bằng giờ mình chưa biết gì về on earth nhưng mà bằng cái tư duy nghiên cứu cái ông này mình đã tìm ra cái cách làm của ông này trải qua ba bước bước một viết bài bước hai khách vào roi vào nhóm chờ và bước ba đó là sẽ có người nhắn tin hỗ trợ ồ oh, tư duy nó bưng tỉnh luôn trời ơi mình 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 vui lắm mọi người không biết mọi người như nào nhưng mà mình khám phá ra cái cách làm của người khác mình vui lắm thực sự rất là vui luôn đó là từ facebook nha anh em có thấy cái này nó hay không anh em có thấy hay không toàn kiếm rep là chủ yếu ồ oh, cái này mọi người hãy hãy bình thường hãy bình thường nó đi ồ oh, ok có người hỗ trợ mình càng tốt chứ sao đúng không Ok Thế thì bây giờ mình lại nghiên cứu tiếp Ông này ông có cả Youtube Thì mình bấm vào Youtube xem ông làm những cái gì Mình bấm vào xem ông làm những cái gì Đó mình thấy này Mình bấm vào mục video này Ờ hướng dẫn on earth này Funding rate là gì này Cách để nhận 200k này ờ, Cách tuyển Cách làm affiliate này Hướng dẫn nạp rút này Thì mình lại cũng thấy là Youtube nha Ông làm nha Làm những video Làm những video hướng dẫn Uh, về sàn hay nói cách khác là sản xuất content đi sản xuất content cho nó sản xuất content nhé sản xuất content sản xuất content được chưa một là sản xuất content thứ hai là uh, xem uh, cái content này ông đưa vào đâu này ví dụ mình bấm vào đây đi cách để nhận uh, nhóm Zalo tín hiệu này bấm vào đây xem xem phần mô tả có gì không? à lại thấy này ở dưới cái mỗi video của ông này là có cái nhóm tín hiệu này, nhóm tín hiệu mình thấy vào đây, bấm vào đây xem là cái gì, bấm vào xem nó là cái gì. Ừ, đó thì nó sẽ điều hướng sang cái trang web của ông này, trang web của ông này và sẽ có cái truy cập vào nhóm đúng không? Lại thấy vào nhóm này, lại thấy vào nhóm thì bấm vào nhóm cho em. Mình chạy qua hết cái chu trình. à lại vẫn là cái group lúc nãy mọi người có thấy không ạ? Lại vẫn là cái group ban nãy luôn. Lại vẫn là cái group đấy Lại bấm tham gia cộng đồng Thì nó lại sẽ join vào phòng chờ Ồ oh, mình lại phát hiện ra một điều nữa Mình lại phát hiện ra Đó là cái kênh Youtube này ông, ông này ông chỉ khác một thứ thôi Ông chỉ khác một thứ thôi Đó là cái bước ban đầu thôi Bước ban đầu thay vì cái việc Gọi là chia sẻ trên cộng đồng group on earth Thì cái bước một của ông này Lại là sản xuất content đấy, Content đây là video Được chưa ạ Đó sản xuất content đây là video Và bước thứ hai Đó là lại khách lại join vào phòng chờ được chưa mọi người xem video thì mọi người sẽ xem mô tả video mô tả video lại điều hướng về cái phòng chờ này phòng chờ zalo ghi hết vào ghi hết vào cách đã roi vào chờ zalo thì lại một lúc sau sẽ có người nhắn tin hỗ trợ mình lại phát hiện ra ồ oh, được nha làm youtube được nha đó chỉ khác cái bước đầu tiên thôi được không ạ được không được không thì mình lại khám phá xong youtube rồi mình lại khám phá cái website xem ông làm thế nào website thì mình lại bấm vào xem mình lại bấm vào xem, thì ông này thấy này, à, làm rất nhiều, làm rất nhiều nội dung về crypto, về kiếm tiền online, về được quan tâm nhiều nhất. Nhưng mà ở cái phần banner đầu tiên này này, lại là On Earth này, đăng ký nhận ngay 200k này, mình lại bấm vào. Được chưa? À, lời mời từ Vương Hoàng Nguyên này, được chưa? Ok, thì mình thấy đó là cái website này, của ông ấy cũng là viết bài, cũng là viết bài bước 1 vẫn là viết bài bước thứ hai là khả năng là ông seo google seo google tức là đưa cái bài viết lên top tìm kiếm á. và bước thứ ba đó là cũng khách roi vào phòng chờ khả năng là thế khả năng là cũng roi vào phòng chờ rồi một người một lúc sau sẽ có người nhắn tin hỗ trợ đưa vào nhóm kiểu kiểu như vậy đó thì mình phân tích được một người một người một người đã xong rồi đấy đây là mình mới demo một cái gọi là rất là sơ sài thôi còn nếu mà mọi người đi đào sâu á, thì mọi người sẽ viết được rất là nhiều thứ rất là nhiều thứ rất là nhiều cái nốt ở bên này là ông này là làm như thế nào thế mình chỉ cần đơn giản thôi là mình cứ phân tích như thế đã <laughs> chưa bước hai chưa mình chỉ đang phân tích như thế đã thì mình bắt đầu mình bắt đầu hình dung ra cách làm của dự án on Earth rồi bắt đầu hình dung ra sơ sơ rồi bắt đầu hình dung ra cái cách mọi người đang làm nó như thế nào rồi đúng không ạ đây là một một người thôi nhá chứ còn bây giờ mình khuyên thật mọi người là chúng ta không nên nghiên cứu một người chúng ta nghiên cứu tầm ít cũng phải vài chục người mà mai sơn mai sơn nghiên cứu cả trăm người thực sự mọi người mai sơn nghiên cứu cả trăm người xem họ đang làm như thế nào đúng không ạ anh em có muốn mình mình uh, nghiên cứu thêm một người nữa không anh em có muốn mình nghiên cứu thêm một người nữa không nếu mà muốn mình nghiên cứu thêm một người nữa thì mọi người comment muốn nhé còn không muốn thì comment không muốn để mình đi đến bước tiếp theo luôn. Anh em có muốn không? Đáng lẽ phải xem cái này sớm. Đúng rồi, đây là cái tư duy gốc, tư duy gốc mọi người ạ. À. Đây chính là cái tư duy gốc luôn. Thêm, thêm đi anh, ok. Muốn, ok. Ok, muốn. Ok nhá. Thế thì mình nhìn thử cứu thêm một người nữa xem họ làm như thế nào nhá thì mình nãy giờ mình nghiên cứu một ông ở bên bên Facebook rồi. Thì mình không nghiên cứu Facebook nữa nhá. Nhưng mà đây là toàn những top này, toàn top luôn. Mình mình đã có file nghiên cứu của hết tất cả những người này rồi. Mình biết công chí đang làm như nào, biết chị lệ đang làm như nào, biết anh tốt đang làm như nào, biết anh toàn đang làm như nào, biết anh cường như nào, biết anh doanh đang làm như nào, mình có file rồi hết rồi. Mình nghiên cứu hết rồi. Và mỗi người lại có những cái điểm khác biệt. Mỗi người có một cái điểm riêng không ai giống ai cả được không và cái công việc cái công việc nghiên cứu này nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian không phải là chỉ trong ngày một ngày hai được đâu à, mình có nói với cái team mình là mình nghiên cứu ra cái cách làm của mình á rất là lâu rất là lâu mới tìm ra cái cách làm của cái team mình đó, đó nhưng mà bỏ công ra nghiên cứu nó không uổng phí một chút nào thì bây giờ mình giả sử mình nghiên cứu một ông youtube nữa mọi người nha youtube nha thì mình chọn thế seven nhá chọn thế 7 đi thế 7 sao thì bấm vào youtube ông thế 7 xem ông đang làm thế nào nè mình cứ mò thôi mình cứ mò nó thế 7 nè mình bấm vào một video bất kỳ a à, lại thấy ông này nè cách chơi nhóm cách chơi theo nhóm ồ cái con content này mà 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 người xem nhiều là chỉ có muốn roi vào nhóm thôi á thì bấm vào xem nó được không được không à lại thấy ông này cách chơi nhóm on earth mà lại đăng ký atlas là như nào <laughs> thế mình lại đưa ra đánh giá đấy được chưa B bây giờ này thôi mình nghiên cứu luôn ông thế sẽ vần cho mọi người xem này nghiên cứu sâu đối thủ hai thì mình chọn đối thủ hai là mình chọn ông thế sẽ vần nhá thế sẽ vần được chưa đó thế 7. thì mình cũng research ra được là mình biết ông này từ giờ, từ YouTube nhưng mà mình lại bấm vào YouTube thì mình lại mò ra được Facebook đúng không mọi người có công nhận không nó cứ linh linh lẫn nhau á nó thôi nghiên cứu xong nguyên rồi mình tắt đi nghiên cứu ông thế được chưa thì mình lại thấy này ông này đăng content về Onet nhưng mà lại kéo về atlas thì mình thấy lạ quá nhỉ lạ quá thì mình bắt đầu mình ghi là ông này đang chạy atlas ông này đang chạy Atlas chứ không chạy chắc là đang chạy Atlas mạnh đó chắc là như thế mình phỏng đoán như thế đây là mình đang nhìn chứ mình chưa phân tích với mọi người nha mình đang nhìn thôi và tất cả những cái thứ mình nhìn thì mình đưa hết vào một cái bảng được không ạ mình nhìn đó lại phải thấy này à, hùng thế này sáng lập ra website này à, ông này có website ông này có facebook đây xem facebook ông này có facebook có telegram có group tải app nhận tiền đó có group bấm vào đây xem nào gấp sai <laughs> um, xem nào à, thấy website giới thiệu khá ok nha top affiliate community tại meta World này uh, top tại access này đối tác cấp cao của atlas và honor này quản lý cộng đồng hơn 100 đưa hết vào bắt hết luôn mình đưa hết vào đây luôn được chưa đưa hết vào cái bảng nghiên cứu của mình Ông này là top affiliate. Ông này làm cho MetaWorks và Axetray. Ông này làm dự án Annat và Ordos. Đó, mình cứ đưa hết vào. Tôi những cái này là những cái tin công khai của người ta, mình lấy mình không không có cái gì mà kiểu xâm phạm đời tư hay là cái gì cả, bởi vì đây là những cái thông tin gọi là công khai của họ mà, những cái thông tin công khai của họ. Được không ạ? À mình lại thấy này. Mình bấm vào cái trang Facebook của ông này mình lại thấy là cái phần giới thiệu của ông này lại không 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 giống ông Nguyên mình lại thấy là ông này cái phần giới thiệu là à, đưa về cái trại văn hóa crypto cơ mình lại bấm vào đây xem nào. à thì mình lại phân tích là đây mình roi vào luôn roi vào đây luôn xem nào đây trại văn hóa crypto ở đây Roi vào đây luôn à ông này là ông ông ông, có cái group về tín hiệu Đấy, group về tín hiệu nhưng mà là nhiều dự án nhiều dự án chứ không riêng một cái dự án nào thì đây có thể là ông xây cộng đồng mình đoán thế Được chưa? quản lý cộng đồng này thì uh, mình đoán thế đó là ông này uh, không điều hướng không điều hướng về nhóm Zalo phòng chờ do nhóm Zalo chờ mà uh, về cộng đồng crypto điều hướng về cộng đồng crypto uh, thì để làm gì? Bảo tại sao mình nghiên cứu ông Nguyên kia Ông lại group về On Mà cái ông này lại về crypto Thì mình phải phân tích ra cái điều này Đó là ông này ông làm nhiều dự án Nhiều dự án chứ không riêng một cái dự án nào Thì lát nữa mình sẽ đánh giá Xem là mình nên chọn cái nào anh em Mình nên chọn, mình ghim cái gì nó sẽ hiệu quả hơn Đó, đấy là cái, sau sau quá trình phân tích Lát nữa mình sẽ nói Không hướng về nhóm dân về mà cộng đồng crypto Được chưa Ờ, được nha ừ. Thì mình lại vào xem à, Thấy này ông này có tim ông này có tim nha ông này có một tim luôn này ui được đấy được 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 thế mình phải ghi là ông này có tim ông này không làm cá nhân ông này không làm cá nhân nhá không làm cá nhân đấy mình cứ thấy thế đã mình thấy thế thì mình cứ ghi vào đấy đã được không mình cứ ghi lại như thế đã được chưa không làm cá nhân Uhm, kéo tiếp, kéo tiếp, thấy tặng quà này, ok này, mid up này, ok mình cứ kéo hết đi mọi người, Đây, gì đây, khai giảng, uh, khai giảng khóa affiliate, ô, oh, ông này có khóa đào tạo online, mình ghi hết lại, ghi hết lại, còn ghi hết lại, và sau khi một hồi phân tích ạ, thì mình được ra cái link này, này ông này đó là ông ấy uh, xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Facebook, Facebook là ông này xây dựng thương hiệu cá nhân, ông ấy viết bài và một cái điều đặc biệt nữa đó là ông làm video quảng cáo, chạy quảng cáo tới cái khóa học, khóa đào tạo online. Đó là sau một hồi mình ngồi mình phân tích nó là như vậy, được chưa? Có một đợt thời gian mình thấy cái quảng cáo của Thế Seven là đến uh, đến với hiển thị trước mặt mình rất là nhiều, thì mình ghi lại cái thông tin này, tức là cái nghiên cứu này nó cái bảng nghiên cứu này nó phải bổ sung liên tục đấy khi một khi mình đã xác định mình nghiên cứu thì mình sẽ phải bổ sung liên tục được không ạ có cái gì mình cứ ghi cái đấy vào đó, tức là sau đấy thì ông này ông sẽ kéo về zoom đào tạo à, kéo về zoom đào tạo thứ hai tức là sau khi zoom đào tạo xong thì ông ấy sẽ uh, chuyển đổi thành user chuyển đổi thành uh, người làm affiliate marketing đó đó là cái cách cái cách mà mình nghiên cứu cái đối thủ của mình đang làm là như vậy, mình cứ ngồi mình phân tích như vậy thôi, được chưa? Thì YouTube cũng vậy. YouTube thì à uh, thế Seven là sản xuất content này, uh, phần mô tả để đưa link uh, đưa link referral và hướng dẫn vào nhóm. Thì khách hàng đăng ký thì đưa vào nhóm tín hiệu. Và cái thứ ba nữa là website. Website của ông này thì uh, thì làm cho vui thôi. Website ông này là làm cho vui thôi mà tăng cái độ trớt cá nhân chứ không tuyển user từ trang cá nhân. Được chưa ạ? thì mình thì mình phân tích sơ sơ là như vậy thôi chứ còn để mà phân tích sâu ấy, thì một buổi nó không hết được có khi nói cả đêm cũng không hết được nhưng mà đây là mình mình ngồi mình phân tích sơ sơ như vậy được không được không được không? anh em nắm cách phân tích chưa ok cái này chỉ dành cho các đối tác nghiên cứu lẫn nhau à, mình đầu tiên là mình mình là yêu giờ mình chưa biết gì thì mình làm làm đúng như vậy luôn á hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cái cách suy nghĩ của mình, cái cách suy nghĩ ấy, mọi người. Cách suy nghĩ mới là quan trọng, cái tư duy nó mới là quan trọng. Được không ạ? Ok, anh em nắm cái bước này chưa? Anh em nắm cái bước uh, nghiên cứu đối thủ này chưa? Anh em nắm cái bước research không? Nắm được rồi, ok. Rồi, tìm kiếm này, quan sát và lập bảng nghiên cứu này. Uh, lập ra bảng nghiên cứu và đưa hết dữ liệu thô vào. Ok không ạ? ok <laughs> có phải phân tích thấy ai lãi nhiều nên theo họ ờ, cái đấy thì mới nhìn thấy thôi nhá chưa chắc nó đã lãi nhiều đâu phải là quan sát cơ chứ nhìn thấy thì chưa chắc nó đã là như vậy được không ok đã nắm rồi ok nhá rồi bước một research chúng ta xong cái bước research nhá ok bước số 2 bước số 2 này quan trọng mọi người nào bước số 2 là mình uh, bước 2 mọi okay, người ghi lại cái này này bước 2 là ngồi ngẫm ngồi ngẫm ngẫm cái gì đây sau khi đã có cái dữ liệu thô như vậy rồi thì mình ngồi mình ngẫm cái gì đây mình ngẫm ba thứ bốn thứ đi mình ngẫm bốn thứ là có làm được không dựa vào nguồn lực của mình có làm được không đó và cái thứ hai là giả dạ sử như mình không làm được thì mình có học được không? mình có học được cái điều này không? đấy thì mình ngẫm như thế. cái tiếp theo nữa là có hợp tác hay thuê được không? có hợp tác hay thuê được không? và sau khi đã ngẫm xong cái ba câu này rồi đó, thì mình mới đưa ra đến một cái quyết định là có làm không? mọi người ghi bốn cái câu cái câu hỏi này luôn hỏi trong đầu là mình tin mọi người có một cái Uh, cái chiến lược rất rõ ràng luôn cái có làm được không với cái có làm không này nghe nó giống nhau nhưng mà nó không giống nhau mọi người nhá có làm được không là mình xem xem mình có làm được không chứ có nhiều cái làm được nhưng mà mình quyết định là mình không làm đấy mình sẽ phân tích cho mọi người xem này ừ. mình sẽ phân tích cho mọi người xem này đấy bắt đầu này mình sẽ thấy ông Nguyên này ông ấy viết bài chia sẻ trên group on earth thì mình ngẫm mình uh, có làm được không thì mình trả lời là, um, mình có làm được, cái này mình có làm được, mình mình có thể làm được, đó, mình cứ trả lời như thế là, là có làm được này, uh, cái nhóm chờ này thì mình có làm được không? thì mình ngẫm, ừ, um, cái nhóm chờ này thì gì mà không làm được? làm được chứ, cái này làm được nha, cái này mình cũng làm được, ông làm được thì mình cũng làm được, đó, mình cứ ngẫm thế thôi, đó, rồi cái này, uh, có đội ngũ nhắn tin hỗ trợ thì mình có làm được không? thì mình cũng ngẫm là à, có khi là cái này là mình à, thời gian mình ít nó phải phù hợp với nguồn lực của bản thân mà mình còn đi làm à, à, mình còn đi làm mà thì cái này có thể hợp tác được này cái này có thể hợp tác được thì mình cứ trả lời những cái câu hỏi như thế rồi ông này có cái gì nữa ông ấy um, có website có website thì mình ngẫm là mình có làm được không ui mình không làm được rồi cái này không làm được mình có biết làm website đâu nhưng mà mình lại ngẫm tiếp là mình có học được không thế mình học được <laughs> mình học được Uh, cái website thì có gì đâu mà không học được lên youtube xem cách làm website đấy cách làm website như nào đơn giản mà có website làm được làm được đó kênh youtube có làm được không oh cái này là sở trường của mình là mình 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 muốn mình biết quay video mà thì mình đánh giá ra đây là có làm được và uh, có làm được đấy mình ghi là có làm có làm được cái này là không có website nhưng mà mình không làm được mình không ghi là học được Ví dụ là như vậy. Đó. Được chưa? Cái này thì cũng làm được này. Cái này viết bài thì cũng làm được này. Nhưng được chưa? Mọi người. Ok. Ok nhá. Làm được này. Rồi YouTube này sản xuất content video có làm được không thì mình đi là mình làm được. Nhưng mà tùy từng người nhá, tùy từng mỗi người. Có người sẽ không làm được cái này, có người sẽ không làm được cái kia, nhưng mà có người lại làm được cái này, có người làm được cái kia. Thì cái này đó là cái tính cá nhân hóa của mỗi người mọi người ạ mỗi người sẽ có một cái bước đánh giá nó khác nhau anh em hình dung ra mỗi người sẽ có bước đánh giá khác nhau được chưa đó xe google mình cũng không làm được à, thì mình ghi là mình không làm được đó ví dụ như uh, canh đinh này lại có thể làm được xe google thì webcam được chưa ok nhá đó thì sau một hồi mình phải mất vài ngày trời mình ngồi mình ngẫm Uh, và mình sẽ đưa đến cái quyết định là mình làm như thế nào. Ví dụ như cái này, viết bài chia sẻ trên group Earth cộng đồng thì mình nghĩ là mình có làm được nhưng mà mình quyết định là mình không làm. <laughs> mình quyết định là mình không làm và mình chỉ quyết định làm những cái này thôi này. Mình sẽ quyết định mình làm là sản xuất content video này, đấy là cái thứ nhất này. Cái thứ hai đó là mình uh, tạo nhóm Zalo này, mình làm được này. Đó, lại phân tích cái đối thủ hai thì mình lại uh, mình lại thấy là um, sản xuất content đường này đưa về vào nhóm tín hiệu hay là chuyển thành uh, kéo về zoom đào tạo Ôi cái này hay này kéo về zoom đào tạo thì mình thấy là ô mình phù hợp với cái zoom đào tạo hơn mình phù hợp với cái zoom đào tạo hơn là cái việc uh, nhắn tin hoặc là đăng bài ở trên group thì mình sẽ làm cái này mình sẽ làm cái này có người sẽ không làm cái này nhưng mà mình sẽ quyết định làm cái này và sau một hồi sau một hồi phân tích uh, vài chục đối thủ vài trăm đối thủ thì mình đưa ra mình đưa ra cái chiến lược uh, dành cho cá nhân của mình đúng không ạ mình dành chiến lược ra cá nhân của mình mình sẽ đi tối ưu ra tất cả những cái người mà mình uh, mình làm các cái đối thủ mà mình đã nghiên cứu anh em hình dung ra không đối thủ một có cái gì hay thì mình bê vào cái gì mình làm được thì mình bê vào cái đối thủ số 2 có cái gì hay thì mình lấy ra mình bê vào Đấy, cái chiến lược cá nhân của mình đó chính là cái tư duy mà mình đã áp dụng trong năm 2023 đó mọi người ơi đó bước số 3 này đó là lập kế hoạch cho bản thân lập kế hoạch cho bản thân. đó mình uh, chấm điểm các bước của đối thủ, chấm điểm các bước của đối thủ. đó, chấm điểm. hay quá cảm ơn, cảm ơn văn định nhá. đó mình sẽ ngẫm những cái này thì mình nói ở cái buổi này nó không hết được cái, cái ý mình muốn lột tả nhưng mà mình sẽ dành rất là nhiều thời gian để mình ngẫm xem mình sẽ làm những cái gì mình dành một tuần để mình ngẫm xem mình làm những cái gì và mình đúc rút ra được cái mình làm này đó là tất cả những cái cái người này ông nguyên mà, mà hay ông thế seven này thì ông đều trải qua bốn bước bước thứ một đó là ông dùng một cách gì đấy để ông thu hút có thể là ông viết bài trong nhóm hoặc là ông sản xuất content trên tiktok hoặc là ông sản xuất content ở trên youtube thì ông sẽ làm cái bước là bước thu hút đó là viết bài trên nhóm này quay video này và xây cộng đồng đó là ông thu hút và sau cái bước thu hút thì có cái bước gọi là giáo dục ấy chia sẻ kiến thức kinh nghiệm của họ tới cộng đồng giống như ông nguyên thì ông hay viết về kinh nghiệm chơi kinh nghiệm cho future kinh nghiệm sử dụng các tính năng trong app thì sẽ giáo dục người dùng hơn và từ bước thứ ba thì sẽ đến cái bước chuyển đổi chuyển đổi của ông thế thì là mời vào khóa học offline còn chuyển đổi của ông nguyên á, thì là đưa vào group tín hiệu ai muốn thì ông sẽ hỗ trợ đó là chuyển đổi và sau khi chuyển đổi thì ông đến cái bước là chăm sóc. Đó, về cái group tín hiệu và group chat. Tức là sau khi nghiên cứu vài chục đối thủ, 100 đối thủ thì mình đúc rút ra được cái chiến lược cá nhân của mình nó là như vậy. Ờ à, được chưa? Anh em hình dung ra cái cái cách mình suy nghĩ chưa? Anh em có hình dung ra cái cách mình suy nghĩ không? Đó là cách chính xác cái cách mình suy nghĩ á. Mình không hề có một sự sáng tạo nào hết ở đây luôn không hề có một sự sáng tạo nào hết ở đây và mình bắt đầu y như vậy luôn mình thấy ông thế seven mình làm khóa online nhưng mà mình nghĩ là mình không làm khóa online được mình phải làm khóa offline cơ thế mình bắt đầu mình nghĩ là mình phải cải tiến một một xíu mình phải cải tiến một xíu là mình sẽ làm khóa offline mình quay ra rồi mình để mình hỗ trợ cho người dùng đó chính vì thế nên là mình mới xây ra cái khóa này này mọi người cái khóa gọi là hướng dẫn làm affiliate cho sàn earth này nè thì mình ghim vào đây, tức là mình trải qua rất là nhiều cái sự nghiên cứu rồi nhá. Mình thấy ông Nguyên là ông ấy ghim uh, group tín hiệu. ừ. Tức là mình ghi nhận lại, mình ghi nhận lại đó là group tín hiệu của ông Nguyên. Rồi thấy ông thế, ông lại uh, kéo về cộng đồng crypto uh, rồi ông lại làm khóa trình Nhưng mà sau khi phân tích 100 đối thủ như vậy thì mình chọn ra cái chiến lược phù hợp với mình và mình cảm thấy nó hiệu quả nhất thì mình đưa vào phần giới thiệu của mình. Đó là mình đưa cái mục giới thiệu đó là mình quay cái khóa uh, mình quay cái khóa offline mình để đây mình không chơi online mình chơi offline đó mình để ở cái phần giới thiệu bản thân và sau khi đã có cái khóa offline rồi đó là mình uh, đến cái bước là bước viết bài mình không viết bài trên group on earth nhưng mà mình lại xây ra cái cộng đồng uh, cộng đồng về chiến binh affiliate MMO mình mình vào đây mình viết bài mình uh, đưa những cái bài viết viral đưa bài viết viral hơn và những cái người họ biết mình qua đây thì mình họ sẽ có xu hướng là vào cái trang cá nhân của mình và họ vào trang cá nhân của mình thì họ đập vào mắt họ đó là cái phần giới thiệu này phần giới thiệu này và họ bấm vào cái phần giới thiệu này thì sẽ được chui vào cái khóa học của mình anh em hình dung ra cái cách mà mình suy nghĩ chưa anh em thấy cái này có hay không ạ anh em thấy hay thì anh em comment chữ hay giúp mình xem ok đúng rồi đó, đó, thì mình cũng thường xuyên viết các cái bài chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm ở trên cái cộng đồng chiến binh affiliate MMO à, và trong cộng đồng honest thì mình sẽ comment tương tác ủng hộ mọi người comment vào. Đó là không phải ngẫu nhiên mà mình đưa ra cái chiến lược này mà mình đã qua rất nhiều bước, uh, rất nhiều bước phân tích ở trước rồi. Anh em hình dung ra không ạ? Thì mình um, thì mình uh, lại còn uh, uh, liệt kê ra tất cả những cái công việc cần phải làm khi mà mình đã xây ra cái uh, cái khóa học này thì mình uh, phải là tạo ra cái khóa học này ghim nó lên trang uh, cá nhân này rồi đi viết bài đi xây kênh thì uh, cái hợp tác với anh em uh, tín hiệu á thì mình không có khả năng phân tích tín hiệu mình không biết chay thì mình lại hợp tác với những anh em có cái tín hiệu chay và mình lại có cái khả năng đó là hỗ trợ anh em hàng ngày và quan hệ tốt với các cái đối tác đó là cái cách mà mình làm. Bước 3 mà mình làm, đó là mình lập cái kế hoạch cho bản thân. Được chưa ạ? Anh em rõ cái bước 3 chưa? Bước 3 này là phải xuất phát từ cái bước 2 là phải luôn luôn ngẫm có làm được không? Có học được không? Có hợp tác được không hay có có thuê được không? Thì cái bước 2 này ngẫm phải mất một tuần. Đó, anh em cứ cứ ngồi ngẫm thôi, những cái gì mình làm được thì mình đưa cho cái kế hoạch của bản thân mình. Được chưa ạ? Ok không? Ừ. nghe thì hay mà lúc làm thì nó như rùa bò <laughs> đấy cái tốc độ thành công uh, có nhanh hay không thì phụ thuộc chính vào cái cái này đó bạn muốn thành công nhanh thì bạn phải làm nhanh thôi và đến cái bước 4 này bước 4 này thì cái người mà không có tâm á, thì sẽ không nói cho mọi người nhưng mà mọi người đã bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra ngồi ở đây rồi thì mình sẽ nói cho mọi người cái bước 4 này nữa đó là cái bước gọi là cây gen cây gen, cái gen là gì? cây gen tức là liên tục tối ưu, liên tục tối ưu, à, liên tục uh, research, liên tục research và liên tục học hỏi. tức là mình không khẳng định là cái của mình làm nó hoàn hảo nhất, đấy, mà mình sẽ có những cái cách nó hay hơn nữa làm sao để tìm ra cái cách hay hơn nữa thì mình phải liên tục mình tối ưu nó mình đi nghiên cứu những cái người khác nữa những cái đối thủ khác nữa nghiên cứu những cái dự án khác nữa không những chỉ ở trong cộng đồng nữa mà các cái kênh khác thì sao anh em có nhớ từ ban đầu similar web nó có một đống những cái gọi là um, gì đây uh, referral website này mình lại nghĩ là tại sao tại sao những cái trang này nó có thể tuyển user giờ được mình phải ngồi mình liệt kê ra chứ mình đưa hết vào cái bảng nghiên cứu chứ thế mình ngồi mình ngẫm là ồ oh, những cái trang này này là những cái trang uh, thuê thuê người thuê người làm việc ừ, thì anh em cứ ngồi mình ngẫm đi không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên on lại có xuất phát từ những cái trang này đâu thì đây là những cái dữ liệu đầu vào còn cái dữ liệu đầu ra thì phải trải qua một cái quá trình phân tích nó rất là dài hơi đó và không phải tự nhiên mà nghĩ ra được những cái chiến lược mà hay ho đâu mọi người mà cần rất là nhiều thời gian công sức đúng không ạ ờ, thì chúng ta phải liên tục gọi là research tiếp, research tìm kiếm tiếp. bổ sung tiếp vào các cái bảng cái bảng này này. Đó, cái bảng nghiên cứu này nè Đó, thì uh, mình phải bổ sung đây. Uh, mình bổ sung đến cái số 100 rồi, nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay thì mình chỉ chỉ làm tạm tạm như vậy thôi. Còn anh em mà muốn biết được cái độ hay thực sự thì anh em phải trải qua cái quá trình gọi là làm thật. Đấy, nghe thì nó như thế nhưng mà quá trình làm thật thì mới cảm nhận được cái độ hay của nó và cái cảm nhận được là là chúng ta sẽ vượt qua cái bế tắc mà chúng ta uh, gặp lâu nay nó như thế nào đúng không mọi người đó liên tục học hỏi từ đối thủ được chưa ok ok anh em uh, làm xong cái này chắc mất một tháng đúng rồi một tháng mà tìm ra chiến lược còn hơn là mày mò cả năm mà không ra đúng không ạ một tháng mà ra cái chiến lược đúng đắn thì cả một năm nó sẽ tuyệt vời còn cả một năm mông lung á thì nó còn tệ hơn nữa được không ạ anh mất bao lâu để nghiên cứu xong anh mất một tuần để nghiên cứu xong anh mất đúng một tuần để nghiên cứu xong ra cái chiến lược này được chưa đó thì uh, mình uh, muốn tổng kết lại với mọi người một xíu về cái buổi ngày hôm nay thì uh, rất là nhiều người rất là nhiều người có thể chia sẻ cho anh em cái cách làm là như thế nào nhưng mà cái cách nghĩ ra cái cách làm ấy, cách nghĩ ra cách làm nó mới là quan trọng được không cách nghĩ ra cách làm nó mới là quan trọng chứ không phải là cái người người ta xe sẵn ra xe <laughs> sẵn ra làm như nào thì chúng ta chỉ biết họ làm như nào thôi nhưng mà cái cách họ nghĩ ra cái cách làm như như vậy á thì nó mới là quan trọng và cái tim của Messer nó mạnh hay không á nó mạnh được như ngày hôm nay nó chính xuất phát từ tư duy mọi người xuất phát từ tư duy tư duy nghĩ ra cách làm đó kể cả trong cái thời buổi khó khăn nhất mọi người cũng luôn luôn động não luôn luôn suy nghĩ ra những cái chiến lược uh, tối ưu cai gen tới từng từng người từng bản thân đúng không ạ và và tất cả những cái, cái cái lĩnh vực tất cả những cái ngành nghề thì đều có thể thành công được nếu mà chúng ta nghiên cứu đối thủ đủ sâu Đó, ví dụ như bây giờ anh em uh, làm affiliate marketing đi Chúng ta ngoài làm on earth, chúng ta còn làm bài nen đi Thì chúng ta áp dụng nguyên cái ngày hôm nay Mai Sơn chia sẻ nè Các cái bước này, các cái bước triển khai này Làm đúng bốn cái bước này thôi Là chúng ta sẽ biết là chúng ta làm như thế nào luôn Nghiên cứu 100 người, nghiên cứu 200 người Đó, thì chúng ta biết làm như thế nào luôn Và giả dạ sử như anh em không làm affiliate, chúng ta không tuyển người dùng thì chúng ta đi trade uh, coin chẳng hạn thì phải làm sao bước một chúng ta đi xem những ông nào đang trade coin giỏi đúng không trade coin giỏi thì chúng ta đưa vào bảng nghiên cứu xem ông dùng những chiến lược gì xem ông dùng những cái mô hình gì xem ông dùng những cái chỉ báo gì để ông làm trải qua một quá trình một tháng nghiên cứu thì thực sự nó rất là ok mọi người đó được không còn sau này chúng ta không làm affiliate này chúng ta làm dropship thì sao làm dropship thì sao chúng ta cũng sẽ lên mạng chúng ta tìm xem là những cái người nào làm dropship thành công nhất, rồi chúng ta uh, phân tích họ xem họ đang làm như nào, họ đang uh, dùng những chiến lược gì. trải qua bước phân tích là chúng ta, uh, đúng rồi, trải qua bước phân tích là chúng ta sẽ, uh, sẽ có một cái sự rõ ràng. ngay cả bây giờ bạn đi bán bất động sản đi, bạn đi bán bất động sản bạn không biết bán như nào, không biết bán như nào, thì chỉ cần có một bước rồi nghiên cứu những người cùng ngành với bạn nghiên cứu những cái ông đang bán thành công à, còn những cái ông bán mà bán mà kiểu không biết không được ăn nào thì chúng ta cũng nghiên cứu họ xem là họ à, đang dùng cái chiến lược gì mà không thành công thì để chúng ta tránh ví dụ như vậy theo anh em nhé, theo anh em thì Onet có đang phân tích đối thủ không? À phân tích uh, kiểu uh, phân tích um, đồng nghiệp không? Hoặc là những cái sàn tương tự không? Theo anh em? mình thấy Honor nó đang liên tục cải tiến luôn, Honor đang liên tục cải tiến, đúng rồi. đó thì hôm nọ mình có một để ý một cái uh, chi tiết nó khá là bé thôi nhưng mà rất là hay. đó là cái tính năng thông báo của Honor mọi người, mọi người mà xem nhiều mọi người biết Honor nó cách đây một hai tháng cải cải tiến cái thông báo, tức là ngày xưa bấm vào cái thông báo cái là nó ra hết tất cả thông báo. Uh, đủ thứ thông báo ở trong cái thông báo đấy nhưng mà gần đây thì chia làm chia chia ra thành ba mục một cái mục là thông báo về số dư một thông báo về thị trường đủ thứ thì mình thấy nha cái này là on earth. on earth là học hỏi từ đối thủ ấy bởi vì mình dùng nhiều sàn rồi mình biết là có những cái sàn họ làm cái này trước nhưng mà, mà nhưng mà sau này on earth mình thấy là À, giống dở, hơi giống giống cái hơi giống giống cái mà mình đã biết trước đó. Ồ, mình mới ngẫm đây chính là phân tích đối thủ ấy, mọi người. Đây chính là phân tích đối thủ luôn. Đội ngũ marketing, đội ngũ đẹp của Honor đang đi phân tích và liên tục cải thiện để làm cho người dùng chúng ta có những cái trải nghiệm tốt nhất đó mọi người. Nó bây giờ nhá, bây giờ mình đang làm đối tác của Honor thì mình đi phân tích những cái người là đối tác của Honor giống mình để mình uh, học hỏi họ những cái hay và uh, không không muốn lặp lại cái giờ của họ đúng không? Nhưng mà giả sử như bây giờ mình giống như làm Emmy đi. Ấy, giống như Emmy làm bên uh, BD đi thì mình sẽ không đi mình sẽ đi nghiên cứu những cái người BD bên các sàn khác chứ. Đúng không? Xem họ đang làm như thế nào. Còn nếu như mình là anh Minh đi, làm giám đốc marketing đi thì mình sẽ đi nghiên cứu những cái giám đốc marketing khác. Mình cứ nghiên cứu, mình lập ra bảng và mình liên tục đặt ra những cái câu hỏi trong đầu á thì uh, thì mình sẽ có cái chiến lược phù hợp nhất với bản thân mọi người. Đó cũng giống như á, uh, mình chia sẻ một chút uh, giống như ngày xưa mình uh, mình xây uh, cái group về uh, chiến binh affiliate mà MO này, thì mình cũng có một cái bảng nghiên cứu. Đây, mình có một cái bảng nghiên cứu chi tiết luôn này, bảng dự án này. Đây, mình nghiên cứu đối thủ, mình nghiên cứu uh, những cái người làm cùng ngành mình nghiên cứu rất là nhiều luôn. Mình đưa vào đây, Nó không tiện chia sẻ cho mọi người thôi chứ. Cái bảng này mình nghiên cứu gọi là mình. Ngay đêm mình mình xây thêm, mình đắp vào đây những cái thứ gọi là hay nhất của mình. Đúng không ạ? nó Thì mình sẽ có một cái background, kiến thức nền nó rất là lớn. Rất là lớn. Thì mình làm cái gì cũng vậy. Mình uh, sẽ đi nghiên cứu những cái đồng nghiệp của mình. Những cái làm tương tự của mình. Để đúc rút ra uh, cái cho bản thân. Cũng giống như là uh, xây dựng Youtube. Mọi người có biết không? Uh, xây kênh Youtube thì có cái chiến lược gọi là Dream 100 á dream 100 này, này. Đó là liệt kê ra 100 người làm YouTube giống mình. Đó thì mình sẽ không bao giờ mình bị bí tưởng, mình không bao giờ mình bị uh, bế tắc ở cái cách làm như thế nào. Được không? Uh, hoặc là anh em uh, đi tán gái đi. Uh, đi tán gái đi. Thì uh, anh em cũng phải nghiên cứu những cái thằng có một cô gái rất xinh nhưng mà không ai tán thành công tại sao? Mình phải đi <laughs> nghiên cứu những cái ông mà tán em này tại sao lại không thành công chứ, đúng không? Nghiên cứu xem mình không lặp lại những cái thứ đấy nữa. À, mà thôi mình cái này mình chém gió đấy à, tình yêu thì nó không nó nó, nó không đúng <laughs> có cái có cái uh, uh, nó lại là cái phạm trù mình không thể lý giải được được không ạ <laughs> anh em có hình hình dung ra không đó công ty nào không đúng rồi onus rất ok và càng ngày càng phát triển đúng rồi ừm uhm nghĩ ra thì có chứ sao chép thì nhanh không phải là sao chép đâu lưu Lucy Trần nhá Cái này là nghiên cứu à, mình phải nói rõ cho mọi người này cái này không phải là uh, cái này là phân tích phân tích đối thủ chứ không phải là đi copy đối thủ nha nó khác hoàn toàn luôn khác với uh, copy đối thủ khác với copy đối thủ mà mình làm sao mình phải phân tích, mình phân tích, mình đi cải tiến. Đó, đi cải tiến, mình chắt lọc những cái thứ nó hay nhất. Được không? Chắt lọc những thứ hay nhất phù hợp nhất với bản thân. Và cái nữa đó là phải bỏ những cái dở đi. Bỏ những cái dở đi. Mình phân tích cái ông này, ông có ông có năm cái hay, ba cái dở mình không thể copy hết được cả ba cái giờ của ông ấy Lucy Trần có hình dung không mình bỏ những cái giờ đi mình chỉ lấy những cái hay thôi lấy những cái hay thôi đó thì phân tích đối thủ như này nó chính là một sự nghiệp luôn đấy chính là một sự nghiệp luôn và khi mà anh em có cái tư duy này thì anh em sẽ có một sự rõ ràng rất là lớn trong trong ngành nghề cái nghề nghiệp của mình luôn đó đó nó khác hoàn toàn với uh, copy đối thủ mọi người nhé và à, người ta có cái câu á là gì? À, giả sử như cho tôi 100 giờ để chặt một cái cây thì tôi dùng 80 giờ hoặc 90 giờ để mà cái rìu. Thì anh em không biết có hiểu cái câu đấy không, nhưng mà theo cái ý hiểu của mình á, đó là 80 đến 90 cái giờ đầu tiên anh em biết là việc gì không? Đó chính là việc nghiên cứu á. Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đồng nghiệp, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phân tích họ để tìm ra những cái chiến lược hay nhất phù hợp nhất với bản thân mình có được không ạ <laughs> ông phải một vợ mình không ý em là khi mình một sàn của gì hai thì bên kia họ cải tiến tương tự hoặc tối hưu đúng rồi cải tiến cải tiến chứ không phải copy em nhá đó uh, ok thì coi như là cái buổi ngày hôm nay của Mason chắc đến đây là cũng là gần hết rồi đấy uh, thì mình cũng chỉ là muốn tổng kết lại một xíu nữa cho anh em đó là bốn cái bước bốn à, cái bước phân tích này bốn cái bước này thì anh em làm đi làm lại đó làm đi làm lại nó research rồi ngồi ngẫm rồi lập ra cái kế hoạch cho bản thân và cái gen tối ưu liên tục đó là cái kỳ mạnh nhất hay nhất trong năm 2023 để Mai Sơn có được cái uh, cái team nó như bây giờ 140 đối tác chính thức và 140 đối tác thật sự như bây giờ đó chính là tất cả những cái suy nghĩ mà mình đã làm trong năm qua đó thì anh em uh, thì anh em có chắt lọc được cái gì thì mình rất là mừng cho anh em và đây chỉ là những cái mình đã làm mình đã biết và mình muốn gieo một cái hạt giống thành công để giúp ích cho mọi người thôi ok không ạ và nếu mà anh em đang làm đang là người sử dụng app on earth thì anh em thử nghiên cứu những người sử dụng và kiếm tiền thành công nhất xem đó anh em nào mà muốn, đang chơi giỏi á đang muốn kiếm tiền từ chơi chơi coi ấy mua tiền điện tử thì anh em hãy nghiên cứu những cái người mà giỏi về chay đúng không nhưng anh em nào mà đang muốn tìm kiếm người dùng đấy như cái tiêu đề chính của cái buổi ngày hôm nay này tìm kiếm tư duy quan trọng nhất để tìm kiếm người dùng và xây dựng hệ thống đó chính là cái tư duy gọi là nghiên cứu đối thủ phân tích đối thủ nghiên cứu bạn cùng ngành được không ạ hôm nay mình chỉ muốn gieo một cái hạt giống đúng là như thế này rồi đấy đúng một keyword như này tới nghe. Đó thì um, anh em chấm điểm cho cái buổi ngày hôm nay rồi sau đấy <laughs> uh, chúng ta đến với phần uh, hỏi đáp nhá. Theo anh em cái buổi ngày hôm nay uh, trên thang điểm 10 thì anh em chấm cho mình uh, mấy điểm thì mọi người chấm điểm cho mình để mình uh, biết hay dở như nào để mình còn tối ưu trong những lần sau. Mình làm dở quá honest không mời mình lên thóc sau ở đâu mọi người. <laughs> <laughs> dạ rồi thì như anh Mai Sơn có chia sẻ thì không biết là mọi người cho buổi hôm nay của anh Mai Sơn bao nhiêu điểm mọi người ha wow có người 11 điểm luôn thì anh Mai Sơn ơi vượt quá 10 luôn cả <cười> 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 ừ. riêng là hôm nay là cho 10 anh Sơn 10 điểm luôn rồi Ghê. <laughs> qua okay. wow, mọi người có thể thấy là những cái thông tin mà hôm nay anh Mai Sơn chia sẻ rất là hữu ích cho các anh chị đúng không ạ? dạ vâng à, hiện tại nãy giờ thì em thấy là cũng có một số các anh chị đã có um, câu hỏi đến với anh rồi à, à. nên là ra thứ tim sẽ đọc lên cho mình luôn dạ rồi thì hiện tại là em thấy là trên màn hình live thì bạn có phát uh, một câu hỏi của một uh, uh, một user anh tinh tài có hỏi anh mai sơn là à, sao phân biệt được uh, đối thủ hay đồng nghiệp về anh ha cái dạ, này chắc là anh sơn chia sẻ nhá ừ. thực ra thì hai cái này nó xem xem nhau uh, trần thanh tài nhá Uh, phân tích đối thủ ở đây chính là phân tích đồng nghiệp đó, đó uh, bạn bạn thấy đó những cái người mà cùng làm đối tác thì có thể gọi là đối thủ của nhau vì cùng uh, đi tìm kiếm người dùng nhưng mà đấy cũng chính là cũng chính là đồng nghiệp của mình uh, riêng ở lĩnh vực khác thì không biết nhưng mà trong cái lĩnh vực làm marketing á thì phân tích đối thủ này uh, nghiên cứu đối thủ thì chính là phân tích đồng nghiệp và bạn cùng ngành luôn thì hai cái này nó là một trần thanh tài nhá mình gọi là mình nghiên cứu bạn cùng ngành thì nghe nó nghe nó sẽ dễ chịu hơn là đối thủ nhưng mà thực ra hai cái này nó là một đúng không ạ yeah dạ rồi uh, cấm, uh, câu, uh, câu trả lời của anh mai sơn chắc đã giải đáp được câu hỏi của mình rồi đúng anh tài ha dạ rồi thì hiện tại em thấy có thêm một câu hỏi nữa cho anh mai sơn uh, thì uh, anh canh đinh có câu hỏi là uh, tí anh nói qua về việc làm đối tác của onus và hoa hồng được nhận như thế nào được không ạ à? thì cái này đã chắc nói về góc độ uh, làm đối tác của anh mai sơn khi đồng hành cùng với team onus dạ rồi chắc anh mời, mời anh mai sơn chia sẻ nha ừ đi làm uh... Thực ra là làm trong cái thuật ngữ mà về marketing á thì làm đối tác nó thực ra là làm publisher mọi người. Publisher chính là người đi tìm kiếm người dùng. Ở trong affiliate marketing thì uh, nó gọi là đi um, tuyển user đó, thì là tuyển user. Còn gọi sang trọng sang hơn tí nữa thì làm publisher. Publisher chính là người đi tuyển người dùng. Và chúng ta sẽ được chia hoa hồng trên cái lượt giới thiệu mọi người. Và hoa hồng được nhận như thế nào? nhận thình như thế nào ở trong Onus tức là à, khi mà người dùng có phát sinh giao dịch này, à, khi mà người dùng thì mình sẽ được uh, Onus chia lại một xíu xíu phần trăm của cái phí giao dịch kiểu kiểu như thế. Còn trong Onus thì có tận 10 nguồn thu nhập liền. À, mà mình thấy cái nguồn thu nhập nào nó cũng hay á. nguồn thu nhập nào mà tập trung nó cũng ra nhiều tiền đó. Đó. Thì uh, rất là vui khi biết tới Onus mà nó nhiều nguồn thu nhập như vậy. Đó thì làm đối tác thì anh em cứ hiểu hình dung đó là đi đi tìm kiếm người dùng và hỗ trợ người dùng đó. on earth không thể gọi là thách uh, khe hết toàn bộ uh, hơn 3 triệu người dùng của mình được nhưng mà đội ngũ đối tác uh, có thêm cái đội ngũ đối tác kinh doanh này thì uh, sẽ góp phần chăm sóc cái user on earth tốt hơn anh em hình dung không ạ và khi anh em góp phần chăm sóc user tốt hơn thì uh, on earth sẽ trích ra một ít phần trăm hoa hồng để trả lại cho đối tác và mình thấy cái phần trăm hoa hồng honest trả cho đối tác thì khá là happy luôn rất là nhiều mọi người ạ <laughs> mình thấy rất khá là cao so với các cái sàn đó câu trả dạ. lời dành cho anh đi nha dạ vâng cảm ơn anh Mai Sơn rất là nhiều à, anh Mai Sơn cũng có chia sẻ đó mọi người quan trọng nhất là à, cái việc của mình khách khe đối tác uh, bên ừ. dưới như thế nào để mình có thể trở thành đối tác thành công các anh chị nha dạ rồi và tiếp theo được em thấy một câu hỏi của bạn Diên Kim là uh, cho bạn hỏi là các bước lập kế hoạch nhìn thì dễ nhưng mà uh, động tay vào thì hơi khoai thật anh ạ à. thì cái này chắc em nghĩ là bạn bảo là chắc hơi khó thì cái này uh, chắc nhờ anh Mai Sơn truyền thêm động lực hoặc là có những cái tip nào giúp cho bạn uh, <laughs> có thể uh, triển khai kế hoạch một cách nó hiệu quả hơn anh hả ừ. um, không biết anh em như nào khi mà mỗi ngày mở mắt ra Uh, tài khoản được cộng um, vài triệu Đấy. nhưng mà đối với mình thì nó vui lắm rồi đó đối với mình là vui mình không nói là thu nhập của mình như thế nhá nhưng mà uh, mình nghĩ về những cái con số mình nghĩ về những cái con số mà khi mà mình chăm chỉ này mình kiên trì này mình uh, không bỏ cuộc nó có những kết quả rất xứng đáng trong cái team mai á à uh, có một chị ờ uh, Quan sát Mai Sơn làm, 6 tháng mới bắt đầu thực sự là là roi vào tim Mai Sơn. Và khi mà bắt đầu thì 3 tháng đầu tiên nghi ngờ liên tục, muốn bỏ cuộc liên tục. À, muốn một cuộc liên tục. Nhưng Mai Sơn luôn truyền động lực cho chị đấy. Và 3 tháng sau mới có những cái gọi là hoa hồng đầu tiên. Thì um, chị ấy có tâm sự với mình ạ. Đúng là uh, không không phí, không... Uh, không, không không, không trải qua những cái tháng ngày uh, mà muốn bỏ cuộc thì không thể cảm nhận hết được cái sự sung sướng khi mà chúng ta có thêm một nguồn thu nhập có thêm một cái nguồn thu nhập để lo cho cuộc sống lo cho gia đình lo cho bản thân con cái ví dụ như thế thì uh, mình cũng chia sẻ cái câu chuyện này để cho mọi người đó là cái mà mình đang làm này nó không hề vô nghĩa đâu mọi người nó không hề vô nghĩa một tí nào và tương lai nó sẽ trả công cho chúng ta đúng không có thể chúng ta lập cái kế hoạch nhìn thì dễ làm thì khó nhưng mà những cái gì khó thì mới có thù lao cao còn những cái gì mà dễ những cái gì mà dễ thì nhiều người làm được nhiều người làm được thì thì cạnh tranh nó rất là cao và thu nhập nó không lớn em Diên Kim có diên uh, Kim có hình dung ra không nhỉ uh, cái bước mà mài rìu quá chặt một cây 100 tiếng thì dùng 80 tiếng để mài rìu thì 80 cái tiếng đấy nó có khó không? quá khó luôn quá là muốn bỏ cuộc luôn mà đến cái tiếng thứ 10 là đã mỏi tay lắm rồi mà đến cái tiếng thứ 20 thì muốn quăng cái rìu đi cho xong mà đến cái tiếng thứ 50 thì thực sự là một chỉ muốn bỏ cuộc rồi à. nhưng mà hãy kiên trì đi mà đủ 80 tiếng đi mà đủ 80 tiếng đi thì chặt cái cây nó sẽ dễ hơn rất là nhiều và khi mà đã có một cái rìu sắc bén rồi thì chúng ta không chỉ chặt một cái cây mà chúng ta chặt được nhiều cái cây và cây nào nó cũng dễ hết á. Được không? Hình dung ra không? Khi mà chúng ta có một kế hoạch rõ ràng á thì uh, thực sự cái đường đi nó không không còn nghi ngờ nữa, không còn bị nghi ngờ về bản thân đang làm cái gì nữa. Đó. Làm cả năm trời mông lung á thì cuối năm nhìn lại vẫn chưa thấy kết quả gì. Nhưng mà trải qua cái bước lập kế hoạch cái bước nghiên cứu đi lập ra một cái bảng tham lai trong năm 2024 tháng 1 làm gì tháng 2 làm gì tháng 3 làm gì rồi trong tháng 1 lại chia ra cái tuần 1 làm gì tuần 2 làm gì tuần 3 làm gì đó thì cái bước lập kế hoạch nó phải như vậy và cuộc đời anh vẫn nói là nó sẽ không trả công cho những cái thứ đơn giản đó được không ạ Ok đây là câu trả lời dành cho riêng Kim nhá yeah, rồi Uh, chắc bạn diên kim cũng là được truyền động lực của anh sơn rất là nhiều rồi ạ à. uh, dạ giống vâng uh, như mọi người hai anh như anh mai sơn có chia sẻ thì uh, muốn mình muốn làm một cái việc gì đó thành công thì chắc chắn mình sẽ phải có một cái bản kế hoạch cụ thể nha các anh chị dạ rồi và mình muốn cái bản kế hoạch đó nó có thành công hay không thì uh, hàng ngày mình làm từng cái bước nhỏ thôi mình không cần phải nghĩ cái gì nó nó quá big nó quá to đâu các anh chị từng ngày mình cứ lặp lại những cái hành động làm từng từng bước nhỏ nhỏ thì chắc chắn uh, cái kế hoạch đó của mọi người sẽ rất là thành công nha dạ rồi à, thật sự là buổi hôm thoát show ngày hôm nay là quá quá nhiều những cái kiến thức rất là hữu ích à, gửi đến các anh chị đúng không ạ? Tại vì nãy giờ em thấy là trong lúc anh Mai Sơn live stream mà có rất là nhiều các anh chị là cứ say yes rồi cứ khen <laughs> anh Mai Sơn miết thôi. Anh thành ra là em nghĩ là trộm vía là buổi này đã rất là hiệu quả rồi. À, cảm ơn anh có những cái thông tin và cái sự chuẩn bị rất là kỹ à, hôm nay là chia sẻ uh, hết cái nhiệt huyết của mình đến cho các anh chị luôn. <laughs> dạ rồi uh, Onus cũng thay mặt Onus gửi cho anh mai sơn và cảm ơn rất là chân thành à, từ đội ngũ anh nha. Dạ rồi à, thì à, hiện tại là em nghĩ là um, buổi talk show của ngày hôm nay cũng uh... À, à, gần kết thúc rồi à, và cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã ở lại à, live stream đến cuối à, à và à, dự kiến thì trong những thời gian sắp tới và gần như là mỗi tuần thì team cũng sẽ cố gắng làm những cái buổi live stream những cái buổi talk show để à, đem đến những cái giá trị à, những cái thông tin thật là hữu ích hơn nữa đến với các anh chị đối tác nha nên là mọi người nhớ đón xem những thông tin trên fanpage hoặc là à, thông qua những cái group à, của các à, bạn đối tác các anh chị đối tác các, à, mọi người nha Dạ rồi, à, hiện tại thì em nghĩ là chắc cũng trễ rồi Nên thành ra em xin phép là kết thúc uh, buổi talk show cái ngày hôm nay luôn nha Dạ rồi, cảm ơn Mai Sơn rất là nhiều Ok, cảm ơn uh, emmy và đội ngũ honest đã uh, cho Mai Sơn được cơ hội uh, Làm cái buổi talk show ngày hôm nay Cùng gửi lời uh, tới tất cả anh em uh, Đã tham dự cái buổi live stream ngày hôm nay Chúc anh em có một năm 2024 thành công, tốt đẹp Và đạt được nhiều điều à, thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống mọi người nhá. Đó, đó với một cái tinh thần như vậy thì mong năm 2024 của mọi người sẽ thực sự là bùng nổ ha. Bye, bye anh em. Cảm ơn mọi người và dạ, bye bye mọi người nha.